Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng phân tích đánh giá lại tất cả những kịch bản mà chúng ta đã đề ra ở trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài cái nhận định về xu thế thị trường trong tuần mới và sẽ đi phân tích qua một số cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc trong team của chúng ta. Thì trong tuần vừa rồi có một cái sự cố nho nhỏ, đó là Hùng Lê cũng không hiểu vì sao là cái bản video số 93 thì khi Hùng Lê up lên thì phải đến ngày thứ ba, hết phiên giao dịch ngày thứ ba thì YouTube mới hiển thị được cái gọi là cái công khai ở trên kênh YouTube, và đến ngày thứ ba thì các anh chị mới xem được. Và chính vì cái sự cố đó nên Hùng Lê đã ngay lập tức, thì khi đó thì Hùng Lê đã up hết cái đường link đó. Do một cái sự cố đây thì một số các anh chị cũng đã đăng ký cái kênh của Hùng Lê, đấy là chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, thì các anh chị đã xem được cái bản tin của Hùng Lê ngay từ đầu tuần. Bởi vì là mãi về đến thứ ba, thì là mới hiện công khai. Còn cái bản tin này thì Hùng Lê đã làm vào buổi tối ngày thứ sáu đó, và trên kênh Facebook này thì là như vậy. Còn trên kênh YouTube thì các anh chị lưu ý là trong cái trường hợp nếu như mà hết ngày chủ nhật mà các anh chị mà chưa thấy cái bản tin của Hùng Lê thì các anh chị có thể vào cái tab cộng đồng ở đây. Thì chính vì nó bị sự cố nên là Hùng Lê cũng đã chia sẻ với các anh chị cái link của video ở trên tab cộng đồng để cho các anh chị có thể xem được. Thì đấy là hai cái con đường mà trường hợp nếu như mà ở trên trang chủ video không hiển thị thì các anh chị có thể vào xem bằng qua cái bản tin phân tích của Hùng Lê ở trong kênh Facebook hoặc là ở trên tab cộng đồng. Ok. Trong bản điểm tin video số 93 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích và định lượng về thị trường chung, thì các anh chị cũng đã xem ở đây rồi, tức là Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích đánh giá khá là chi tiết ở trên Facebook đó. Và cả trên tin Zalo nữa. Thì trên tin Zalo thì tín Hùng sẽ nói sau, nhưng về cơ bản là gì, tựa đề của video là VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận về vùng 900 890 điểm, đúng không ạ, 890 điểm, và phái sinh sẽ ở vùng 850 điểm. Và sau đó thì ở trong cái đây 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 ạ, đây VN Index sẽ tiệm cận về vùng 890, còn phái sinh là 850, và cũng có phân tích một số cái mã cổ phiếu đằng sau đó. Thì trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VN Index của chúng ta đã có một cái tuần giao dịch cũng hết sức là khó khăn, và gần như là VN Index của chúng ta chỉ có đi ngang thôi, gần như là chỉ đi ngang và có test nhẹ ở khoảng vùng 800, ở đây là 800 bao nhiêu, có test nhẹ ở khoảng vùng 880 điểm, 880 điểm, và kết tuần VN Index của chúng ta đóng cửa 8891 điểm, tức là nó lệch với cái dự báo của chúng ta khoảng 1 điểm đối với VN Index của chúng ta. Còn đối với hợp đồng phái sinh VN30F1M thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích kịch bản cho các anh chị, đó là đây cái nến cái điểm này chính là cái điểm mà kết kết tuần. Thì Hùng Lê đã có những cái phân tích và đánh giá rằng là phái sinh sẽ có những cái xu thế kéo về lại vùng 850. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì hai lần phái sinh đã kéo về 850, và Hùng Lê liên tục ở trên tin Zalo liên tục phân tích cập nhật cho các anh chị những cái điểm cầu để có thể long lên hay là sọt xuống. Thì đó, và khi phái sinh chạm về 850 thì lại có những cái xu thế đạp về. Đây các anh chị nhìn thấy đây, cái mũi tên này. Các anh chị cứ xem lại bản tin trong video 93, nó vẫn cái hình mũi tên này, thì Hùng thường là sẽ lưu từ bản tin này sang bản tin khác để chúng ta có được những cái phân tích định lượng của chúng ta, để chúng ta đánh giá lại. Đó, chúng ta đánh giá lại để làm gì? Để chúng ta xem nó đúng hay nó sai, chứ chứ không có quan trọng cái việc là đúng hay sai, mà chúng ta đánh giá lại cái cách chúng ta phân tích nhìn nhận đánh giá như vậy nó là đúng hoặc là nó như vậy là sai. Thì sau khi chạm về vùng 850 thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá rằng là khả năng đội sọc sẽ sọc lại và nó sẽ chạm lại về cái vùng đây, cái hình mũi tên vẽ ở đây, đó là có thể tạm chạm lại về khoảng vùng 823 và thậm chí sâu hơn có thể là 820. Thì đấy là những cái dự báo, và chính những cái dự báo này của Hùng Lê thì rất nhiều những anh chị đã đánh được phái sinh rất là tuyệt vời luôn. Các anh chị cứ gần về đến 850, các anh chị đặt lệnh sọt xuống, và cứ khoảng về đến vùng 823, 825
thì các anh chị lại long lên. Và thậm chí là ngày hôm nay, nếu như những anh chị trong team của Hùng Lê đánh phái sinh và Hùng Lê đã có những cái tín hiệu phân tích cho các anh chị ở trên room thì rất là tuyệt vời luôn đó. Còn đối với VN Index của chúng ta thì ok, một tuần gần như là có xu thế đi ngang, test nhẹ và đi ngang ở biên 890 điểm. Như vậy thì nếu nói về cái kịch bản phân tích về thị trường trong tuần vừa qua thì Hùng Lê đánh giá rằng là những cái dự báo của chúng ta khá là sát và khá là chính xác đối với thị trường. Ở hiện tại thì chúng ta thấy rằng là Dow Jones Future đang giảm điểm rất là mạnh và gần như là lại lấp lại nền, tức là về lại vùng 25.000 điểm Dow Jones Future các anh chị nhé. Thì hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang có những cái cơn co giật, tức là những cái phiên tăng điểm rất mạnh và sau đó thì những cái phiên giảm điểm rất là mạnh, nó cũng không khác gì thị trường Việt Nam. Còn hiện tại là Dow Jones thì đã ngay lập tức, chính vì cái Dow Jones Future nó đang giảm điểm anh chị, cho nên là Dow Jones mở cửa ra là tạo gap luôn, và cái xu thế là khả năng là lại lấp lại về vùng 25.000 điểm đây đó, khả năng là lại lấp lại về vùng 25.000 điểm, bởi vì trên những cái tín hiệu ngắn hạn thì chưa có tín hiệu hồi các anh chị nhé. Đường MACD đang cực kỳ xấu và tín hiệu dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống. Điều này cũng cho thấy rằng là cái xu thế bất ổn của thị trường chứng khoán thế giới, chỉ số Hang Seng thì cũng đã lui về lại vùng hỗ trợ ở đây là khoảng 20.000 điểm đấy, khoảng 26.000 điểm. Chỉ số Nikkei 225 đó, chỉ số Nikkei 225 thì cũng gọi là trên đà lao dốc theo theo anh Dow Jones. Và như vậy thì với cái kịch bản hiện tại thì có thể là Dow Jones chỉ số Nikkei 225 lại về lại mốc 20.000 điểm. Chỉ số Shanghai thì tích cực hơn một tí, tức là vẫn không giảm điểm. Như vậy chúng ta thấy rằng là thị trường ở bên ngoài của chúng ta cũng đang rất là khó khăn. Ok, chúng ta sẽ đi điểm qua nhanh một số các mã cổ phiếu đầu ngành của chúng ta. Bản thân VIX thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng rồi. Trong cái thời điểm hiện tại thì khả năng VIX sẽ đi ngang ở quanh vùng 104 đến vùng 105. Và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì VIX cũng đi ngang. Và chúng ta kỳ vọng là VIX không bị gãy cái nền này. Còn nếu như VIX bị gãy vùng 104-105 thì có thể xu thế VIX sẽ bị bung ra khỏi vùng 100. Đó, bung ra khỏi vùng 100 và đi về vùng 80 thì như thế này, cái kịch bản như thế này thì nó rất là xấu. Bởi vì khi VIX mà phân phối như thế này thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta sẽ gặp cực kỳ những áp lực khó khăn. Còn rất may là đến thời điểm hiện tại thì VIX chưa bị gãy cái vùng đệm 104 và VIX thì không khuyến nghị đầu tư. Vinhome, bản thân Vinhome thì chúng ta đã tìm ra được một cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là cái vùng 80 đến vùng 82. Và Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo nếu như Vinhome mà bị gãy cái nền ở đây, gãy nền 80 anh chị nhé, thì khả năng là Vinhome sẽ đáp về vùng 75. Trên những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng đang khá là yếu anh chị nhé. Và Vinhome thì vẫn còn một cái xu thế tích lũy đi ngang ở đây, và ở đây nó là một cái điểm 50-50 anh chị. Những cái đoạn này là thường thường chúng ta phải tránh xa cổ phiếu, bởi vì là thứ nhất là nếu như chúng ta mua ok, chúng ta có thể có ăn, nhưng nếu khi mà chúng ta bị thua thì thua ở đây rất là đau. Bởi vì khi đã gãy đây thì nó sẽ gãy rất nhanh, nó đi rất nhanh, các anh chị nhìn thấy nhé. Những cái điểm, tí nữa thì Hùng sẽ cho các anh chị những cái điểm phân tích kỹ thuật nó rất là quan trọng đây. Ví dụ này đó, Vinhome giảm này thì cái chỗ này là cái chỗ kỹ thuật và nó bị gãy đi thì các anh chị nhìn thấy nó rơi một phát xuống đây, và cũng không ai biết được là đấy là nó rơi đến vùng 75 nó hồi, chứ may nó rơi đến vùng 60 nó hồi thì như thế nào đó, thì chúng ta phải rất là thận trọng trong những cái tình huống như này. Ở VRE thì Hùng Lê cũng có những cái đánh giá cho các anh chị rồi, đó là hiện tại thì VRE đang có cái nền xu thế là đi ngang ở nền 28. Nền 28 này thì cũng là nền hỗ trợ của cổ phiếu. Tuy nhiên ở trong một cái giai đoạn hiện tại thì Hùng cũng chưa nhìn thấy các cái động lực tăng giá của Vincom thì theo. Chính vì vậy nên là chúng ta chưa vội vàng để mua, bởi vì là nếu như vùng 28 này chúng ta cũng dự phòng thêm một cái vùng 26 nữa. Đó, vùng 26 ở đây nữa thì đôi lúc là tạo lập nó sẽ đánh gãy vùng 28 thụt xuống 26 rồi sau đó họ mới kéo lên. Thì đấy là những cái kịch bản của chúng ta về dự phòng trước, và hiện tại thì tín hiệu của VRE cũng không có gì đáng nói của chúng ta. SAB. Bản thân SAB thì Hùng đã có những phân tích định lượng cho các anh chị rồi. Đó là gì? SAB đi vào một cái trend giảm giá trung và dài hạn. Về xu thế tổng thể thì Hùng đã có những cái phân tích từ vùng 280 và về đến tận vùng là ở đây là vùng 200, gãy vùng 200 xong vùng tiếp tục có những phân tích định lượng khả năng là nhịp này thì SAB lại rơi về nền 120 là cái chắc rồi. Nó cũng không có gì đáng nói cả, bởi vì hiện tại là chúng ta thấy là một cái xu thế giảm rất là mạnh, bởi vì SAB cũng chịu những cái áp lực nhất định về thị trường cũng như những cái chính sách của chính phủ.
Vinamilk. Bản thân Vinamilk thì cũng hoàn toàn tương tự, đó là hiện tại Vinamilk của chúng ta cũng chưa có những cái tín hiệu gì đột biến, và cơ bản thì vẫn là một cái nền đi ngang ở quanh vùng 105 đến vùng 106, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái dòng tiền hiện tại đang khá là yếu ở đây, và gần như là Vinamilk đã bị gãy cái xu thế hiện tại này, thì cái xu thế rất là xấu, bởi vì chúng ta nhìn thấy là dòng tiền đang có những cái xu thế cắm đầu đi xuống như này, thì cổ phiếu nó sẽ rất là khó tăng, và ở tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật đường MACD đi ngang như thế này thì nó cũng rất là khó, và những cái tín hiệu hiện tại trong ngắn hạn của Vinamilk khá là xấu. VLC trong tuần vừa rồi thì có một cơn co giật của VLC, lúc đấy thì Hùng Lê cũng có thấy trên các diễn đàn hô hào rằng là em này hoa hậu rồi hay là như nào đó. Tuy nhiên trên một cái góc độ quan sát kỹ thuật của Hùng Lê thì Hùng Lê có đánh giá cho các anh chị rồi. Cái nền hỗ trợ của VLC hiện tại ở khoảng vùng 120, nếu chúng ta có mua có bắt đáy thì chúng ta bắt ở vùng 120, chúng ta đừng có đua theo đây. Cam đoan với các anh chị là rất nhiều những anh chị bắt ở phiên này thì coi như là T0 đã bị lỗ rồi, đúng không, chưa nói đến T3. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VLC nó chưa thực sự đủ khỏe, các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Vùng 120 này nếu bị gãy thì VLC sẽ rơi tiếp và sẽ rơi rất là đau, sẽ rơi rất là đau luôn, các anh chị lưu ý, và đi về nơi rất là xa lắm. Chính vì vậy nên là chúng ta phải hết sức thận trọng với mã cổ phiếu này. Lê khuyến nghị là các anh chị nếu mà đang có hàng thì chúng ta canh những nhịp hồi để chúng ta thoát hàng ngay lập tức, thoát càng sớm càng tốt, tránh xa cái cổ phiếu này ra, bởi vì các anh chị giữ VLC không khác gì là giữ bom trong nhà trong thời điểm hiện tại, ít nhất là như vậy. BVH, bản thân BVH thì Hùng cũng đã có những cái đánh giá rồi, tín hiệu dòng tiền đang khá là yếu và đang có những cái xu thế cắm đầu đi xuống, và BVH thì có một cái hình thành một cái nền tích lũy đi ngang ở đây vùng 55, chưa có gì đột biến, đại loại là nó có những cái phiên kéo lên rồi xả xuống, kéo lên xả xuống ở đây. Vùng 55 đã phải là vùng hỗ trợ dài hơi chưa, thì Hùng đánh giá là khả năng cái vùng này cũng là vùng hỗ trợ dài hơi của BVH rồi, nhưng mà nếu mà BVH cũng gãy vùng 55 thì chắc là cũng sẽ đi về những cái vùng rất là xa. Trên cái kênh xu thế hiện tại thì BVH vẫn đang trong một quá trình downtrend dài hạn các anh chị nhé, downtrend dài hạn, và khi cổ phiếu rơi vào một cái downtrend dài hạn thì sẽ không biết đến lúc nào thì cổ phiếu sẽ dừng cái downtrend đó, thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật thực sự là chắc chắn, và trong cái quá trình downtrend đó thì nó luôn có những cái nhịp hồi. Những cái nhịp hồi này để làm gì? Những cái nhịp hồi này để nó kéo lên, để nhiều nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đu vào thì nó lại xả tiếp đó. Thì khi cổ phiếu đã đi vào một cái downtrend thì chúng ta nên tránh xa ra đó. Gần như là ông Lê cũng không còn là khuyến nghị các anh chị đầu tư những cái mã cổ phiếu khi đã bị rơi như này, chúng ta tránh xa nó ra, càng xa càng tốt. Mansan, đối với Masan thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Masan thì Hùng Lê đã có những cái phân tích cảnh báo cho các anh chị khi cổ phiếu này gãy ở khoảng vùng 78. Các anh chị có xem lại những bản tin video trước thì cũng đánh giá rằng khi đó thì Masan sẽ bắt đầu rơi, và rơi về một cái vùng giá mà Hùng Lê định lượng ở đâu đó khoảng vùng 50 là điều không tưởng. Các anh chị nghĩ lúc đấy các anh chị nghĩ là điều không tưởng, nhưng rồi cuối cùng những cái gì mình chúng ta dự báo, các anh chị cứ xem lại tất cả những cái bản tin trước. Dự báo rồi nó cũng đi về đến nó, và đến thời điểm hiện tại thì trong hai cái bản tin phân tích gần đây thì Hùng Lê bắt đầu quan tâm đến Mansan ở khoảng vùng 47.5 đến vùng 49. Cái tín hiệu mua của Mansan được phát đi trong phiên ngày thứ năm, và phiên hôm nay ngày thứ sáu thì Mansan tiếp tục có một cây nến xanh đẩy lên khá là mạnh. Dòng tiền thì đang khá là ổn. Tuy nhiên trên những cái góc độ ngắn hạn thì Hùng Lê cũng có những cái đánh giá rằng là cổ phiếu này cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được ngay đâu. Các chị yên tâm. Đấy, bây giờ vùng kháng cự ở đây là nó lại hình thành nên cái vùng kháng cự nho nhỏ ở đây rồi. Cái vùng kháng cự nho nhỏ này thì nó ở khoảng vùng giá 57 ở đây, thì khả năng chạm về đây lại rơi. Và chúng ta sẽ chờ một cái nhịp rơi đằng sau này, tức là có thể về đến vùng 57 nhé. Thì cổ phiếu nó sẽ bị đạp xuống, và đạp xuống thì nó đâu đó ở đạp xuống mà không bị gãy cái nền ở đây. Đó, không bị gãy cái nền 52.5 các anh chị nhá, 52.5. Đó, thì cái vùng này chúng ta mới mua.
Tức là gì? Livermore có nói rằng là khi chúng ta nghĩ rằng xu thế cổ phiếu đang lên thì chúng ta hãy cứ để cho nó lên đi, và khi nó lên xong rồi thì chúng ta lúc đó chúng ta mới có thể mua. Đây là chúng ta đang dự báo lên, nhưng mà hãy cứ để cho cổ phiếu lên đi thì lúc đó chúng ta mua nó cũng không muộn. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh từ từ. Ok, chúng ta không cần phải quá đua về cái giá xanh của cổ phiếu. MWG thì đứt đứt chắc rồi. Bản thân MWG thì hôm nay đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Các anh chị xem lại bản tin tuần trước ở vùng 105. Khi đó thì Hùng Lê có vẽ một cái cây nến đỏ như thế này, tức là nếu trường hợp như MWG bị gãy ở vùng 105 thì cái xu hướng của MWG sẽ rơi về vùng 95, và chính thức thì phiên hôm nay, phiên ngày thứ sáu, MWG đã bị gãy vùng 105, và chúng ta thấy rằng là khi bị gãy một cái thì cổ phiếu đã có những lúc cái điểm sâu nhất là đã chạm về khoảng vùng 101 đó. Thì những cái mã cổ phiếu mà khi mà chúng ta phân tích những cái điểm gãy kỹ thuật là nó rất là quan trọng để cho chúng ta, một là chúng ta sẽ chấp nhận một cái việc là chúng ta có giữ tiếp cổ phiếu hay không đó, hay là chúng ta sẽ bán đi để chúng ta cơ cấu lại danh mục. Bởi vì khi cổ phiếu đã bị gãy trên kỹ thuật rồi thì rơi về vùng 95 nó có thể nó sẽ hồi lại một tí, tức là cái cách khi một cách rơi, bởi vì MWG cũng gần như nó là bên kia con dốc rồi các anh chị nhé, đó nó lại hồi lại một tí này, và có thể hồi một tí và sau đó thì nó lại test lại vùng 95. Nó test lại vùng 95 nó có trụ được không, và nó gãy vùng 95 thì không khác gì nó gãy ở vùng 105 đây đó, thì nó lại tiếp tục có những cái hành trình đi tiếp. Và bản thân đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng MWG cũng đã hoàn thành một cái nhịp tăng ở đây, và nó đang có những quá trình phân phối giảm đây, nó cũng khá là nguy hiểm. Thì những anh chị nào mà đang cầm MWG thì chúng ta cũng lưu ý. Ở ngày hôm nay PNG thì cũng đã xuất hiện những cái tín hiệu khá là xấu, khá là xấu. Hùng Lê có phân tích ở một cái nhịp hồi ở bên này, khi mà PNG đánh từ vùng 80 lên đến vùng 85 thì Hùng Lê cũng chỉ có đánh giá đến cái nhịp này thôi. Từ cái nhịp này thì Hùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá rằng PNG sẽ chỉnh lại về khoảng vùng 81. Và đến thời điểm hiện tại thì PNG đã bị gãy vùng 81 và đang ở vùng 80.7 và ngấp nghé ở một cái ngưỡng ở đây. Ở ngưỡng ở đây là ngưỡng 80. Một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì đang hiện tại đang khá là xấu các anh chị. Ok, kịch bản cho PNG như sau: nếu như phiên ngày thứ hai tuần tới PNG không bị gãy vùng 80 thì các anh chị có thể tiếp tục nắm giữ được, và chúng ta sẽ có thể tạo lập, sẽ đánh vào trong cái khung này, có thể đánh thủng đến đoạn vùng 78. Nếu như PNG gãy vùng 78 thì coi như là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng phải tạm thời chia tay với PNG, bởi vì như vậy là khi gãy những cái điểm kỹ thuật như thế này thì PNG cũng sẽ đi về những cái vùng nó sâu hơn, thấp hơn. Hiện tại PNG cũng không thể đầu tư được. BMP. Bản thân Bình Minh thì chúng ta một cái mã cổ phiếu nó cũng khá là quen thuộc, thì hiện tại Hùng cũng có đánh giá rằng là Bình Minh đang đi xây lại cái nền sau những cái nền hỗ trợ trên bị gãy, thì đang đi lại ở trong cái vùng 40.5 đến vùng 42, và khả năng thì sẽ đi ngang đi ngửa trong cái vùng này, nó cũng chưa có những cái tín hiệu kỹ thuật đột biến. Và trên thực tế thì trong tuần vừa rồi thì Bình Minh cũng đang đi ở trong cái biên tích lũy ở vùng 40.5 đến vùng 42. Z thì hình như có chia cổ tức các anh chị nhé. Z hình như là có chia cổ tức, thì chúng ta sẽ có những cái điểm ngày xưa chúng ta định lượng ở vùng 32. Tuy nhiên là sau khi mà chia cổ tức xong thì Z đã có cái vùng hỗ trợ ở đây là khoảng vùng, nó phải thấp thấp xuống khoảng vùng 31. 30 rồi đấy các anh chị, khoảng vùng 30. Bởi vì là Hùng không 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 nhớ là Z chia cổ tức nhé, các anh chị có thể xem lại. Bởi vì khi chia cổ tức là giá cổ phiếu nó giảm, chính vì vậy là những cái điểm mà chúng ta phân tích ở trước đây thì chúng ta phải hạ xuống đâu đó khoảng vùng 30. Thế Hùng Lê đang dò tìm cái mục tiêu Z ở khoảng vùng giá 30 thì coi như là hợp lý. Cơ bản những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Z thì không có gì đáng nói các anh chị. Dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, MACD khá là xấu, một số các chỉ báo kỹ thuật khác cũng đang xấu. FPT trong nhịp đánh này, FPT thì gần như các cái tài khoản của Hùng Lê quản lý thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị ra hàng, ra khoảng vùng 55 đến vùng 56, và chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chưa tham gia lại, bởi vì hiện tại thì FPT nó cũng đang xấu theo một cái mô hình. Nếu mà chúng ta đánh giá một cái mô hình trung hạn
thì nó đang có cái mô hình vai đầu vai đấy, và nó đang hình thành một cái phân phối. Và về trên thực tế thì FPT cũng đang bước vào một cái downtrend, khởi đầu của downtrend thôi. Khởi đầu cái downtrend thì thường thường là cổ phiếu nó sẽ hoàn lên hoàn xuống, nhưng khi mà bắt đầu có một cái downtrend thực sự xác nhận thì lúc đó cái cổ phiếu nó sẽ rơi rất là nhanh và chúng ta sẽ không kịp trở tay. Nên tốt nhất là chúng ta thời điểm này FPT Hùng Lê cũng khuyến nghị anh chị là chúng ta sẽ chốt thôi. Novaland, Novaland thì không có gì các anh chị ạ, vẫn đi ngang, đi ngang đi ngửa khoảng quanh vùng ở đây là bao nhiêu, khoảng vùng 52.5 đến khoảng vùng 53, tạo lập khả năng là chuẩn bị đánh. Cổ phiếu này thì không có gì cả, đánh T cộng. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Thì bản thân nhóm ngành dầu khí thì Hùng Lê đã có những định lượng cho các anh chị rồi, đó là gì ạ, đó là chúng ta sẽ dự kiến là nhóm ngành dầu khí sẽ chỉnh hết quý 1 và sau đó thì chúng ta sẽ đến khoảng tầm độ quý 2. Quý 2 thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến cái nhóm ngành này đó. Bản thân GAT thì cũng đã có những cái dự phóng là khi GAT có nhịp hồi đây thì nó hồi thì nó cũng chỉ maximum nó chạm lại được đến khoảng vùng 85 thôi. Và từ 85 này thì GAT lại tiếp tục bị đạp xuống, và chúng ta cũng thể nhìn thấy là trên thực tế thì có những phiên hôm nay. Phiên này là GAT có kéo lên đến khoảng vùng 83 và sau đó thì đạp luôn và bây giờ thì là 77.5 đó. Vậy thì khi mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên tránh xa ra thì theo như Hùng thì Hùng cảm nhận thấy là nó cũng khá là đúng. Không biết các anh chị cảm nhận ở một góc độ như thế nào, nhưng mà gần như những cái phân tích của Hùng Lê thì nó khá là sát. Các anh chị cứ chiêm nghiệm lại, thử đào lại những cái bản tin cũ này, rồi là các anh chị sâu chuỗi lại một cái quá trình Hùng phân tích mã cổ phiếu GAT để chúng ta xem được là Hùng phân tích như vậy thì nó đúng hay là nó sai thì những cái chuỗi đấy. Và chúng ta cũng không nên quá phân trần cái câu chuyện đúng sai, mà chúng ta đúng thì để chúng ta khi chúng ta phân tích đúng, đúng ạ, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái kịch bản đó. Và khi chúng ta phân tích sai thì chúng ta phải ngay hành động ngay, là một ví dụ như chúng ta đang phân tích là cổ phiếu hồi lên nhưng mà nó gãy cái đột một cái thì ngay lập tức là chúng ta phải chỉnh sửa ngay đó. Thì để có những chỉnh sửa đó thì các anh chị cũng có thể về đồng hành cùng với team của Hùng Lê ở trên team Zalo. Thì Hùng Lê mới đây trên team Zalo VPS N01 thì Hùng Lê mới có thể có những cái phân tích cho các anh chị được, chứ còn nếu mà các bản tin tuần thì nó cũng sẽ khá là khó để cho các anh chị có thể định lượng liên tục được. Thì bản thân GAT là hiện tại thì với xu thế hiện tại như này thì GAT có thể sẽ test lại cái nền 75 ở đây. Gãy nền 75 thì như vậy là GAT sẽ đi về vùng 70, và nếu mà chúng ta nhìn ở trên một cái kênh chung và dài hạn thì chúng ta thấy rằng là cái vùng đệm 70 cũng là cái vùng đệm cuối cùng để giúp cho cổ phiếu GAT có hay không một cái nhịp hồi kỹ thuật quay trở lại đây. Còn nếu mà gãy vùng 70 thì coi như GAT cũng không còn gì để nói. PVD, bản thân PVD đó, những cái phân tích dự báo của Hùng Lê khi PVD đang ở những cái vùng cao ở trên này thì Hùng đã có những dò tìm những cái vùng mục tiêu ở khoảng vùng 11.5 và biên của nó là vùng 11 đến vùng 12. Thì rất nhiều những anh chị có những ý kiến phản hồi trái ngược với Hùng Lê rằng là ông phân tích tào lao, làm sao mà về được như vậy đấy. Thì ví dụ như vậy thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng Lê, nó đúng hay sai thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ để chúng ta sẽ nghiên cứu đấy. Nó đúng thì tốt, đúng không ạ, nhưng mà nếu nó sai thì cũng không sao cả, bởi vì Hùng Lê cũng giống như các anh chị thôi đó. Hùng Lê cũng trưởng thành lên từ thị trường, Hùng Lê cũng lăn lộn với các anh chị. Các cái công cụ kỹ thuật thì giữa Hùng Lê và các anh chị thì nó cũng không khác gì nhau cả. Các anh chị có cái gì thì Hùng có cái đó, nó chỉ có điều là Hùng có một cái tư duy khá là logic về thị trường, về cổ phiếu, nên là Hùng Lê luôn có những cái lập trình và luôn có những cái dự báo, những cái kịch bản rất là xa. Đấy, những kịch bản có thể là 1-2 tuần tới nó mới xảy ra, thì đấy là những cái dự báo sớm để giúp cho chúng ta tránh mua phải những cái mã cổ phiếu mà đang trong một cái chu kỳ downtrend. Thì bản thân là PVD đó, anh chị có thể nhìn thấy là cái vùng 11.5 đã về, và khi về đến vùng 11.5 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị, đó là gì ạ, nó sẽ kéo lên, tức là cái đoạn này nó kéo lên này rồi nó lại đạp xuống đấy, các anh chị nhìn thấy chưa, kéo lên đạp xuống rồi nó lại kéo lên đó rồi nó lại đạp xuống liên tục những cái đi ngang như vậy, và nó đi cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy là con ruồi đậu ở trên mép, chúng ta không buồn đuổi nữa thì khi đấy chúng ta mới nói đến câu chuyện đầu tư. Chứ còn vẫn còn đang những cái lượng hàng mà cứ co giật như thế này thì chúng ta chưa có câu chuyện đầu tư của mã cổ phiếu. PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hùng đã dò tìm cái vùng ở đây, vùng 13-14, và cái biên tích lũy trung bình của thằng này là khoảng tầm vùng 13.5 ở đây. Thì bản thân PVS thì Hùng cũng đã có một cái phân tích một cái chiều khá là dài từ lúc
Hùng phân tích giảm thì cổ phiếu gần như chỉ có những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, và những nhịp hồi kỹ thuật này thì gần như Hùng không khuyến nghị nhà đầu tư và không khuyến nghị những anh chị trong team của Hùng lên đầu tư. Bản thân hiện tại thì PVS đã có những nhịp chỉnh về vùng chạm vùng 14 và đang có những cái nhịp hồi, thì về cơ bản PVS và PVD thì những cái kịch bản Hùng lên phân tích thì nó cũng không khác gì nhau, đó là trong cái giai đoạn hiện tại thì nó sẽ có những nhịp kéo lên rồi những nhịp xả xuống, và những nhịp kéo lên cả xả xuống ở quanh cái vùng này, và chúng ta sẽ chờ khi có những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ đầu tư sau anh chị nhé. PLX đó, hiện tại thì PLX cũng như vậy, những cái kịch bản mà Hùng đưa ra phân tích ở trong tuần kéo lên, đúng không, kéo lên đến đây, kéo lên cùng lắm thì lên được khoảng vùng đâu đâu ở đầu cái mũi tên này anh chị, rồi lại đạp xuống, rồi lại kéo lên đạp xuống. Và PLX thì hiện tại các anh chị lưu ý, cây nến kết tuần như thế này là xấu, cây nến kết tuần như này là xấu, bởi vì nó bị gãy mất cái vùng ở đây là vùng định lượng, vùng lên định lượng ở đây vùng 50. Và khi gãy cái vùng định lượng 50 này thì hiện tại là PLX sẽ đi dò đáy. Các anh chị hiểu cái thuật ngữ dò đáy, thì dò đáy thì nó cũng không có gì cả. Dò đáy thì cái điểm điểm giảm này nó sẽ bằng cái điểm lên. Đó, thì nếu mà cái điểm giảm bằng điểm lên thì đâu đó sẽ giảm về khoảng điểm giảm bằng điểm lên. Đó, thì ở đây thì đâu đó nó cũng rơi khoảng về vùng 46. Tức là nếu như phiên ngày thứ hai tuần tới PLX không không lấy lại được, các anh chị lưu ý PLX không lấy lại được vùng 50. Thì như vậy là PLX sẽ đi về khoảng vùng giá 46. Đấy là những dự báo sớm cùng Lê thôi, không biết là nó đúng hay nó sai thì không sao cả. Quan trọng nó đúng thì chúng ta phải hành động thôi. Còn nếu nó sai thì tốt, bởi vì không ai muốn cổ phiếu giảm cả, ai cũng muốn cổ phiếu nó tăng. Tuy nhiên là muốn là một chuyện, nhưng mà cái thực tế của cổ phiếu nó như thế nào thì nó lại là cái câu chuyện hoàn toàn khác. PVT, MPVT này sau khi bị rơi gãy ở đây này, gãy ở đây thì cũng có phân tích lại ở nền 12, và cơ bản thì vẫn là đi ngang những cái điểm kéo lên hạ xuống ở đây thôi. Đó, những cái điểm kéo lên hạ xuống, và cuối một cái con đường kéo lên hạ xuống ở đây thì Hùng Lê sẽ phân tích. Và xu hướng hiện tại của PVT thì nó cũng chưa có những cái yếu tố đột biến, anh chị nhé, vẫn đang là một cái xu thế đi ngang tích lũy thôi. Hùng sẽ phân tích tiếp hai mã cổ phiếu mà các anh chị trong tuần vừa rồi khá là nhiều những anh chị có hỏi Hùng là bây giờ xu thế như thế nào. Thì bản thân các anh chị cũng có thể thấy là PSR trong một cái trend ngắn thì PSR đang gặp cái vùng kháng cự ở đây khá là dài ở khoảng vùng 8.5. Và trong phiên hôm nay thì phiên ngày hôm qua thì gần chạm đến vùng 8.5, và phiên hôm nay thì PSR lại tiếp tục rơi. Dòng tiền lại đang có xu thế bị đánh ập xuống, và chính vì vậy những cái xu thế này thì khả năng là PSR sẽ test lại ở khoảng đâu đó khoảng cái vùng này này. Vùng này là vùng giá mấy đấy các anh chị? Và xong 7 mấy đó, xong đó thì lại kéo lên. Xu thế hiện tại của BSR nó cũng sẽ song trùng cùng với nhóm ngành dầu khí, nó sẽ chưa thể tăng ngay được đâu ạ. POVK cũng như vậy, trong tuần vừa rồi các anh chị cũng hỏi Hùng Lê khá nhiều mã cổ phiếu POVK. Thì bản thân là POVK sau một cái nhịp rơi mạnh ở đây thì nó vẫn đang lình xình đi ngang thôi, và nó sẽ đi ngang tích lũy khoảng vùng 10, chưa thể tăng mạnh được, bởi vì sau một cái chu kỳ mà nó rơi như thế này thì có thể đây là sẽ là những cái nhịp hồi kỹ thuật. Chứ còn về trend sóng thì chúng ta phải đánh giá chung của cả ngành thôi. Còn ngành dầu khí thì hiện tại Hùng Lê đánh giá chưa thực sự là tích cực. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng. Vietcombank. Bản thân Vietcombank trong bản tin số 93 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Đó là ở cái vùng 80 là cái vùng đệm rất là quan trọng của Vietcombank. Và từ vùng 80 này thì Vietcombank có thể kéo lên rồi đạp xuống, kéo lên rồi đạp xuống và xây lại ở trong cái nền này. Và cái nền 80 này là cái nền rất là quan trọng, chính vì vậy là tạo lập đã rất may là tạo lập không đạp gãy ở đây. Chứ nếu mà tạo lập đạp gãy vùng 80 thì coi như Vietcombank sẽ đáp tiếp một nhịp rơi nữa. Phiên cuối tuần thì tín hiệu của Vietcombank khá là tốt. Dòng tiền sau khi cắm đầu đi xuống thì đã bắt đầu có những cái tín hiệu hồi phục. Đây tín hiệu đường MACD thì cũng đang cho thấy một cái nhịp hồi từ đây. Thì các anh chị lưu ý, nhịp hồi này thì khả năng là Vietcombank sẽ lùi lại, sẽ tiến lại về cái vùng này, tức là khoảng vùng 87 đến vùng 87.5. Tại đây thì cổ phiếu cơ bản là đến đoạn này thì cổ phiếu nó lại dập dìu để nó
nó lại chỉnh lại một nhịp nữa ở đây. Và chỉnh lại thì chúng ta sẽ cùng dò tìm lại ở cái vùng giá ở đây là khoảng vùng giá 85 xem có gãy không. Còn gãy 85 thì như vậy là Vietcombank khả năng là cơ hội mà để đánh về vùng 95 thì nó cần phải chờ, chứ còn ngày 1 ngày 2 là chưa thể đánh được. Ở đây là một cái nhịp hồi kỹ thuật của mã cổ phiếu Vietcombank. Tiếp tục ACB. Đối với ACB, Hùng Lê cũng có đánh giá đây là một cái mã cổ phiếu mà kỳ vọng sẽ là một cái cổ phiếu mạnh của nhóm ngành ngân hàng. Đối với ACB chúng ta nên xem ở trên đồ thị đến tuần, bởi vì ACB nó đánh khá là khó chịu, kéo xả rất là khó chịu ở đây. Thì bản thân là khi ACB chạm về vùng 27 thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi, chúng ta tránh mua đuổi những cái vùng như này. Và vùng định lượng đầu tiên là vùng 25, sau đó các cái điểm ở khoảng vùng 24 và vùng 23.5 ở đây để cho chúng ta mua gom thêm. Và trong một cái nhịp mà đánh gần nhất thì Hùng Lê có kỳ vọng là trong từ vùng này sẽ kéo lại khoảng vùng 26, xong đấy trả cung lại khoảng vùng 25. Và trả cung lại ở vùng 25 thành công thì sau đó thì sẽ có một cái nhịp kéo lên. Và trong cái miếng đánh của ACB thì Hùng Lê đang kỳ vọng là ACB sẽ đánh chạm khoảng vùng 3x. Hơi cầu thị một tí, nhưng mà chúng ta đã phân tích thì chúng ta đã hướng đến một cái mục tiêu của mã cổ phiếu, thì chúng ta sẽ tìm những mã cổ phiếu nào mà nó đang kỳ vọng lớn, tức là bản thân ACB Hùng Lê kỳ vọng lớn thì Hùng Lê mới khuyến nghị các anh chị đầu tư. Chứ còn những cái mã mang những cái tính chất nhịp hồi kỹ thuật thì Hùng Lê gần như không có khuyến nghị các anh chị đầu tư. Bit thì cũng đã khuyến nghị rồi, chúng ta sẽ canh nhặt. Trong team Hùng Lê thì đã khuyến nghị canh nhặt ở đâu đó khoảng vùng 45, 46, vùng 45, 46, bởi vì trong những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ông đang nhìn thấy là Bit khả năng sẽ rơi về đây, và ở những cái tín hiệu dòng tiền đang cạn dần đi, và đặc biệt là dòng tiền thì đang có những cái xu hướng ngóc đầu đi lên. Tín hiệu MACD thì đang có cái sự thu hẹp, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì Hùng Lê cũng đang nhìn thấy rằng là cái lực hồi khả năng cái vùng đệm ở vùng 45 này rất là tốt rồi. Và những cái nhịp chỉnh ở đây đã chạm về vùng 45 và nó đã test lại độ 2 lần trong phiên ngày hôm nay, và cái lực cầu cơ bản là Bit thì bây giờ cái lực cầu nó đang hơi yếu, và cơ bản là chúng ta sẽ kỳ vọng là Bit sẽ chạm lại một cái vùng kỹ thuật ở đây, tức là một cái nhịp hồi để chúng ta đánh sóng ngắn Bit được. ACB rồi, Bit rồi, MBB. Ok, một số các anh chị có nói rằng MBB nặng mông, thì thực tế là nó nặng mông thật, nhưng mà không sao cả, đợt này chắc là nó cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, mông ngon rồi. Hiện tại thì dòng tiền chạm đáy, hiện tại dòng tiền của MBB chạm đáy, chính vì vậy nên là cái việc mà khả năng MBB giảm sâu thì nó không còn, và MBB thì cơ bản nó vẫn sẽ tích lũy, cùng lắm thì nó sẽ đạp về khoảng vùng 20, còn không thì sẽ ở vùng 20.5. Hùng Lê đánh giá rằng cái vùng mà chúng ta mua ở vùng 20 đến vùng 20.5 là cái vùng khá là an toàn đối với MBB, và cái đích ngắn của MBB cần phải vượt đó là cái vùng kháng cự 22 ở đây, phải vượt lại. Còn nếu chúng ta đánh ngắn, chúng ta có thể mua ở vùng 20.5 và chúng ta ở chờ vùng 22 chúng ta chốt tạm thời như vậy, tức là chúng ta cũng chưa thể có một cái nhịp đánh dài của MBB. Hiện tại là như vậy, bởi vì sao? Bởi vì tín hiệu MACD thì đang hơi xấu, chỉ có tín hiệu dòng tiền chạm đáy, thì khi mà dòng tiền chạm đáy thì khả năng là sẽ lực cầu bắt đáy nó sẽ xuất hiện và nó sẽ đẩy cổ phiếu đi lên thôi. Công thương CTG, bản thân CTG thì Hùng Lê không, giai đoạn này thì Hùng Lê cũng không có khuyến nghị chúng ta tham gia nữa, và một số các tài khoản thì Hùng Lê đang bị kẹp lại thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là bán ở khoảng vùng 27 chúng ta bán đi. Bán đi để chúng ta có thể về vùng 24 chúng ta cover lại hàng, không có sao cả đó. Chốt lãi thì tiền nó sẽ ở mình, thay vì việc là chúng ta cứ nắm giữ để cho cổ phiếu giảm từ vùng 27 đến 24 chúng ta mất 3.000, thì thay vì chúng ta bán ở 27 và về đến 24 chúng ta mua lại, như vậy chúng ta là lại 2.000, và biết đâu về đến vùng 24 thì gặp cái vùng hỗ trợ thì cổ phiếu lại kéo lên, thì chúng ta lại có một cái nhịp lãi thứ hai, ví dụ kéo lên được khoảng 2.000 chẳng hạn, đúng không? Như vậy là chúng ta lại bán đi, thì như vậy là một cái vòng là chúng ta đã ăn được 5.000 lãi, thay vì cái việc là chúng ta cứ ôm cổ phiếu tại vùng này thì về đến đây là mất lãi, thậm chí lỗ ngược, và về đến đây chúng ta lại không có tiền vốn để chúng ta mua lại hàng đó. Thì đấy là những cái hướng Hùng Lê tư vấn như vậy để cho các anh chị có những cái trader, trong cái quá trình trader thì nó sẽ tốt hơn.
Bản thân thì công thương thì cũng đánh giá rằng là công thương đã phân phối ở khoảng vùng 27 đến vùng 28, và ít nhất là công thương cần phải chỉnh về một cái mức hỗ trợ tốt hơn, hấp dẫn hơn thì chúng ta mới mua, còn không thì chúng ta không mua. Đấy là quan điểm của ông Lê. Techcombank đánh chán lắm. Techcombank, bản thân Techcombank ở trong cái nhịp này thì không khuyến nghị đầu tư. Khi mà Techcombank rơi về khoảng vùng giá 21 đến khoảng vùng 21.2 ở đây thì có một cái lực cầu bắt đáy, thì có đánh giá rằng là cái nhịp này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt ở khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Nhưng trên thực tế là hôm trong tuần vừa rồi thì chạm được đến khoảng vùng 23.5 đây, tức là về đến cái vùng này thì 23.5 vùng 24 thì cũng khuyến nghị chốt, bởi vì Tech đợt này đánh rất là yếu. Anh chị nhìn thấy những cái nhịp đánh nó lên xong nó xuống như này, những cái nhịp ngắn như này gần như chúng ta cái cơ hội của chúng ta gần như không có. HD Bank thì đang lỡ hẹn với team của Hùng Lê cũng như lỡ hẹn với tất cả những anh chị em. Lỡ hẹn một bởi vì là cái nhịp Hùng phân tích ở đây chạm máy thì các anh chị không chốt, nên là lỡ hẹn như vậy thôi chứ không lỡ hẹn cái gì cả. Và sau khi chạm bách thì Hùng Lê có những cái phân tích định lượng là khả năng cổ phiếu này nó sẽ rơi về khoảng vùng 28 để tích lũy. Trên thực tế thì HD Bank đã rơi về vùng 27, và khi chạm đến những cái vùng này thì Hùng Lê khuyến nghị là nếu như chúng ta còn bị kẹp lại, chúng ta mua lại vùng 27. Hai phiên cuối tuần, ba phiên cuối tuần, bốn phiên cuối tuần HD Bank đã đánh được qua vùng 28 nhưng lại không giữ được vùng 28, rất là củ chuối. Và đặc biệt phiên cuối tuần ngày hôm nay thì có tạo một cây nến rút chân, nhưng mà cái dòng tiền thì được có 720.000 khớp lệnh, thì như thế là nó quá bé cho HD Bank. Như vậy là cũng chưa thể tăng mạnh được, và chúng ta cần một phiên. Chính ra là cái phiên ngày hôm thứ năm HD Bank giữ được cái mức ở khoảng vùng 28.5 thì cái nhịp hồi này thì cũng lên đánh giá rằng là HD Bank sẽ chạm về khoảng vùng 29.5 đến vùng 30. Tuy nhiên trên những cái góc độ hiện tại kỹ thuật của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng vẫn đang giữ nguyên cái kịch bản là chúng ta, những anh chị mà cầm HD Bank đã mua được khoảng vùng ở 27 ở đây, và còn kẹp lại thì chúng ta sẽ canh chốt ở khoảng vùng 29 đến vùng 29.5. Nhịp này thì cơ bản là khả năng HD Bank vẫn kéo lên được đến tận đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. VP thì trong thời điểm hiện tại khá là khỏe. Vẫn chưa chịu phân phối. Những cái dự báo của ông Lê ở VBank sau khi phân phối ở khoảng vùng 28 thì sẽ trả cung cầu ở khoảng vùng 24, và hiện tại thì VP vẫn chưa thấy trả cung cầu. Và có một điều chúng ta đang lưu ý là dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, những cổ phiếu thì không giảm. Tín hiệu MACD, dòng tiền, một cái lực chốt được chốt cũng chưa thực sự là mạnh. Khả năng thì VBank đang muốn kéo xả một ít ở quanh vùng 28 và sau đó thì mới phân phối. Quan điểm của hiện tại cũng lên là VBank chúng ta không còn những cái cơ hội để chúng ta đầu tư nữa. Nhóm ngành chứng khoán thì xấu chung toàn ngành và chúng ta không đầu tư, và chúng ta những cái nhịp hồi kỹ thuật đây nó mang những tính chất những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, và chạm lại về vùng kháng cự 18.5 thì khả năng lại rơi đó. Rơi, và ở đây thì Hùng cũng đã có những cái kịch bản dành cho các anh chị gãy vùng 16.5 thì chúng ta nhanh chân lẹ mắt chúng ta thoát ra, bởi vì như vậy là cổ phiếu này sẽ có xu hướng rơi về khoảng vùng 13 và thậm chí là rơi về mệnh giá vùng 10. Đấy là những cái rất là xấu, chính vì vậy nên là chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải cố đấm ăn xôi làm cái gì cả. Cơ hội nào tốt chúng ta đầu tư. SSI thì về cơ bản cũng gần như giống HCM, tức là khi chạm những cái vùng này thì Hùng Lê đánh giá rằng đây chỉ là những cái nhịp hồi, những nhịp hồi kỹ thuật gần như là chúng ta không ăn được các anh chị nhé, gần như chúng ta không ăn được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thì có một cái tâm lý là thường mua giá xanh, tức là những cái phiên xanh này chúng ta mua và rõ ràng mua phiên này thì phiên này lỗ rồi đấy, và đến khi cổ phiếu về đến tài khoản thì không biết là có về vùng 16 không, hay là thậm chí nó lại đạp lại về vùng 15. Đấy thì bản thân HCM cũng đang rơi vào một SSI cũng đang rơi vào một cái trend cực kỳ xấu. VND. VND thì Hùng Lê có định lượng ở quanh vùng 13.5. Ở thời điểm hiện tại thì em này em đi cũng khá là hay. Không giảm, không tăng, đi ngang. Nếu mà nhìn trên một cái kênh xu thế dài thì khả năng là cổ phiếu này cũng sẽ chưa chạy được, chúng ta sẽ cần chờ thêm. Phân tích luôn mã cổ phiếu SHS các anh chị nhé, hay là tí nữa chúng ta phân tích nhỉ, thôi tí chúng ta phân tích sau đi.
Chúng ta phân tích một số các mã cổ phiếu về ngành thép, Hòa Phát, HPG. Bản thân Hòa Phát sau khi mà phân phối ở khoảng vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 thì Lê có dự báo ở khoảng vùng 24 đến vùng 23.5. Tuy nhiên là những cái vùng mà chúng ta dự báo ở đây thì gần như cổ phiếu đã bị gãy. Và một cái điều đáng lưu ý nữa là Hòa Phát đang bị mất cái nền 22.5. Hiện tại thì dòng tiền thì cũng đang khá là yếu, không sao. Rất may ở cái thời điểm hiện tại thì gần như cạn vôn thế này cũng là tốt. Cạn vôn như này là tốt thì có nghĩa là cạn vôn như này thì theo như cái kinh nghiệm vùng đây thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tích lũy đi ngang ở quanh vùng 22. Sẽ đi ngang ở quanh vùng 22 này, sẽ kéo lên, sẽ có những điểm kéo lên và sau đó thì trả xuống, và nó sẽ đi ngang ở trong một quãng thời gian như này. Nó sẽ chờ đến một cái thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ có được những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta định lượng cái nhịp vượt thoát. Còn hiện tại là cũng lẽ chưa nhìn thấy động lực của tăng giá của Hòa Phát khi mà dòng tiền vẫn tiếp tục có những cái xu hướng đi ngang. Hoa Sen, HSG thì sau khi phân phối ở vùng 9, Hoa Sen bây giờ hiện tại Hoa Sen cũng đã bị đánh mất cái vùng 7.7, đây nó cũng khá là quan trọng. Trong phiên cuối tuần thì đóng cửa vùng 7.6 và như vậy thì Hoa Sen sẽ có xu thế test lại vùng 7.5. 7.5 này thì khả năng là khó giữ bởi vì hiện tại là dòng tiền thì cũng đang bị suy yếu chung với cả thị trường với lại cả ngành thép. Trong thời điểm hiện tại thì Hoa Sen chưa thể tiếp tục đầu tư được, chúng ta cũng sẽ chờ những cơ hội khác nó tốt hơn. NKG, Nam Kim mà thì cơ bản là vẫn như vậy thôi, sẽ có những cái khi chạm về vùng hỗ trợ đây vùng 8 thì sẽ có những cái nhịp ban bật kéo xả đây. Và chúng ta lưu ý là nếu như Nam Kim mà bị gãy nền 8 thì như vậy là Nam Kim sẽ có những cái xu thế đáp lại nền 7 ở đây, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hơi xấu. Trong ngắn hạn thì áp lực chỉnh của Nam Kim là hiện hữu, áp lực chỉnh của Nam Kim hiện hữu vùng 8 thì chắc chắn nó có thể thứ hai thì Nam Kim sẽ về đến vùng 8, nhưng vấn đề có giữ được vùng 8 hay không thì chúng ta lại cần phải chờ. Và nếu gãy 8 thì như vậy là Nam Kim cũng sẽ gần như là hết cái nhịp đánh này, và hết cái nhịp đánh này xong thì Nam Kim lại cần thời gian, bởi vì bản thân là chúng ta đã có một cái sự phân tích ở đây. Các anh chị phải biết là Nam Kim đã kéo từ vùng 6 lên đến vùng 10, tức là 4 trên 6, tức là Nam Kim nó tăng gần 66% các anh chị nhé. Một cái nhịp nhìn nó ngắn ngắn thế này thôi nhưng nó cực kỳ là kinh khủng luôn đấy. Tăng 66%, một mức lãi cực lớn đối với những cái tài khoản chúng ta chỉ đánh 100-200 triệu thì nó khác, nhưng có những cái tài khoản người ta đánh tiền tỷ, đúng không, hoặc là đôi 3 tỷ hoặc 5 tỷ thì như vậy là người ta đã chốt tưng bừng luôn và người ta đã có một cái mức lãi cực kỳ lớn. 60% đó là mức lãi trong kỳ vọng và trong mơ. Chính vậy nên là những cái nhịp phân phối này thì cái thời điểm phân phối này thì Hùng đã có những cảnh báo cho anh chị rồi, và những cái điểm này nó mang cái tính chất là những cái điểm hồi kỹ thuật thì chúng ta có thể canh để chúng ta ra hàng. TLH khả năng thì cũng không có gì đột biến đó, TLH thì đi ngang ở quanh vùng 3.2. VND phân tích rồi, FRT thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích ở trong cái danh mục của chúng ta. Ok, như vậy là Hùng vừa mới cùng với các anh chị chúng ta vừa mới điểm qua một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái sự khó khăn hiện hữu trên toàn bộ các nhóm ngành và gần như chúng ta không tìm thấy được những cái động lực tăng giá của các mã cổ phiếu. Chính vì vậy nên là tuần tới thì Hùng cũng có tiếp tục đánh giá rằng là một cái tuần cũng rất là khó khăn với chúng ta. Nó khó khăn ở nhiều góc độ về nội tại thị trường của chúng ta khó khăn, và khó khăn bởi những cái tác động ở bên ngoài. Những cái tác động ở bên ngoài rất là phức tạp, đấy là chỉ số Dow Jones thì cũng nhảy như là bị điện giật, tức là co lên co xuống đấy các anh chị nhìn thấy nhé. Những cây nến xanh vút lên và sau đó thì cây nến ngày hôm sau trả hết, cây nến ngày hôm sau lại xanh vút lên và cây nến ngày hôm sau lại trả hết, và thậm chí ngày hôm nay còn hôm nay là bây giờ đang kéo xanh lại anh chị nhé, đang kéo xanh lại một tí chứ còn mở cửa nó còn rơi tõm xuống thế này cơ đấy, nó rất là khó chịu. Chính vì vậy nên là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như vậy, nó sẽ chịu những cái tác động co giật cùng với thị trường. Và chúng ta cùng quay lại về các cái kịch bản mà chúng ta dự báo.
Bản thân VN Index thì Hùng nên đánh giá rằng thị trường của chúng ta tiếp tục đi ngang và sẽ có những cái điểm gọi là xen kẽ ở đây, tức là test nhẹ test lại ở khoảng vùng 880 và thậm chí có thể sâu hơn sẽ là ở khoảng vùng 873 điểm, tức là sẽ vòng xuống rồi lại kéo lên. Đấy, vòng xuống rồi lại kéo lên, và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy các cái động lực để giúp cho thị trường của chúng ta có thể tăng mạnh được, và nó sẽ có những cái nhịp kéo lên kéo xuống ở đây, và chúng ta sẽ chờ khi có những cái tín hiệu thoát nền hoặc là khi có những cái tín hiệu về định lượng về thị trường chung thì Hùng sẽ tiếp tục có những cái phân tích ở trên team Zalo cho tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê. Còn trên cộng đồng nhà đầu tư thì Hùng Lê sẽ chỉ có thể phân tích được ở trên các cái bản tin đến tuần thôi. Còn đối với chỉ số phái sinh VN30F1M thì với những cái kịch bản hiện tại thì chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội để đánh những cái trend dài, và cơ bản vẫn là những cái trend long lên rồi sập xuống, long lên rồi sập xuống. Và Hùng Lê thì song song với việc phân tích kỹ thuật về các mã cổ phiếu thì Hùng Lê có phân tích cả thêm phái sinh. Phân tích cả thêm phái sinh. Ví dụ như ngày hôm nay đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ, bởi vì trong một tuần thì chúng ta có nhiều cái tin nhắn nghe anh chị nhé. Thì đây cái con chuột này chúng ta kéo piu xuống đến tận cuối cùng. Bởi vì định lượng phái sinh để làm gì? Định lượng phái sinh để chúng ta có được những cái quyết định, đây lúc 13:20 ngày hôm nay. Trước khi mà Hùng phân tích ở cái này thì Hùng đã có phân tích ở đây, tức là đây buổi sáng phiên sáng 10:40 thì phái sinh đấy, phái sinh chạm lại mốc 825 điểm, và Hùng Lê có kỳ vọng là khi về đến cái vùng này thì đội long sẽ vào vị trí, và nếu như cái vùng gãy vùng 823 điểm đến 825 điểm thì gãy thì rất là mệt đó. Và đến buổi chiều lúc đó là khoảng 13:20, tức là trước khi một giờ bắt đầu thì Hùng đã bắt đầu có những cái đánh giá về cầu long bắt đầu bắt lên ở vùng 825 điểm. Khi đó thì phái sinh đang khoảng tầm, các anh chị có thể xem lại kiểm tra lại ở đâu đâu đó, khi đó phái sinh khoảng tầm vùng 824 điểm thì Hùng đã bắt đầu quan sát ở cái vùng này, và khi chạm lại vùng 830 thì dễ xịt, và Hùng cũng có bảo vui một cái là phái sinh thì ăn vài điểm là cũng được rồi. Và trên cái thực tế thì chiều ngày hôm nay thì phái sinh đã long từ vùng 825 điểm và đóng cửa ở vùng 832 điểm đó, thì như vậy là chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta cũng ăn được khoảng tầm 4-5 điểm gì đó thôi, một hợp đồng như vậy 10 hợp đồng thì chúng ta cũng ăn được 40 điểm, như vậy là cũng khá khá đúng không ạ. Hoặc là những anh chị mà đánh ít thì chúng ta cũng sẽ vào những cái lệnh, và khi có những cái phân tích định lượng của Hùng Lê như vậy thì nó cũng sẽ rất là tốt. Và cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta định lượng phái sinh để chúng ta định lượng thêm cả cái thị trường cơ sở, bởi vì là bây giờ thị trường cơ sở nó cũng bị co giật theo thị trường chứng khoán Mỹ và co giật theo phái sinh. Chính vì vậy nên là khi chúng ta phân tích định lượng phái sinh để chúng ta đánh giá thang thị trường cơ sở thì chúng ta sẽ tránh được những cái lệnh mua giá xanh, hoặc là tránh được những cái phiên mà chúng ta bị cuốn lệnh, tức là cuốn theo cái những cái cảm xúc của phái sinh để kéo vào thị trường cơ sở. Thì đấy là những cái mà chúng ta phải liên tục phân tích định lượng và đồng hành trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ có những cái phân tích cơ bản một số cái mã cổ phiếu. Nhóm ngành xây dựng thì Hùng sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu cơ bản thôi. SGS. Bản thân SGS ở trong cái nhịp khi mà SGS đã hoàn thành cái vùng target ở vùng 2x thì Hùng có những cái đánh giá chỉnh lượng ở đây, tức là khả năng cổ phiếu sẽ test lại khoảng vùng 18, nhưng trên thực tế thì test lại ở đâu đó chưa được đến vùng 18, và cái vùng này test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái target ở đây vùng 22. Hiện tại cái kịch bản này của SGS thì Hùng Lê vẫn chưa có thay đổi anh chị nhé, vẫn giữ nguyên là như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu KBC.
Bản thân KBC thì Hùng đã có những phân tích định lượng dài. Nói chung cái cổ phiếu này đánh chen ngày thì nó rất là khó chịu. Còn nếu mà chúng ta để ý những cái điểm hỗ trợ thì điểm hỗ trợ của cổ phiếu này là khoảng vùng 14, cái chạm vùng 14 thì bật lên và đâu đó chạm cái vùng kháng cự ngắn ngắn ở đây. Chúng ta ăn non thì ở khoảng vùng 15.5 thì chúng ta té. Đấy thì bây giờ KBC thì đang đánh ngắn ở trong cái khuôn này thôi chứ cũng chưa có những yếu tố đột biến. HBC, bản thân HBC ở trong nhịp đánh trước ở đây thì Hùng Lê đã có những cái kỳ vọng để HBC đánh vượt được cái vùng đây, vùng kháng cự đây, nhưng mà cuối cùng HBC bị không không đánh vượt được và đành phải chờ một cái nhịp sau. Trên cái xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng lực cầu vào của HBC khá là tốt và ở vùng 10 thì Hùng Lê đánh giá rằng khá là ok. Bản thân thì trong cái bản tin phân tích tuần ngay chị thì Hùng Lê ngay từ đầu tuần thì Hùng đã có 6 ngày trước đây này, 6 ngày trước, 6 ngày trước đâu HBC đâu, anh chị chồng tìm xem HBC nó nằm đâu. Đây các anh chị, HBC test lại 10 này, các tài khoản đang có vị thế thì có thể nhặt thêm ở vùng này để đảo hàng T cộng, trường hợp cái 9.5 cắt lỗ thì như vậy xu hướng tăng của cổ phiếu sẽ không còn. Đó thì cái đảo xu thế đảo hàng T cộng là như thế nào thì cái này Hùng Lê đã có nhiều cái phân tích hướng dẫn cho các anh chị ở trên Room rồi và cũng là trên kênh YouTube rồi. Đó thì đảo hàng T cộng nghĩa là khi các anh chị có bị kẹp vị thế ở khoảng vùng giá ở đây là khoảng vùng giá 11 thì khi về 10 các anh chị mua đi. Giả sử chúng ta bị kẹp 500 cổ phiếu ở đây thì khi về vùng 10 chúng ta mua lại 500 cổ phiếu. Và để về vùng 10 chúng ta mua 500 cổ phiếu thì trường hợp T cộng hồi lên khoảng vùng 10.5 chúng ta bán đi 500 cổ phiếu. Như vậy là gì? Như vậy là cái giá vốn của chúng ta gần như khi mà chúng ta cổ phiếu về khoảng 10.5 là chúng ta hòa vốn và chúng ta bán đi 500 cổ phiếu ở khoảng vùng 10.5. Sau đó thì cổ phiếu nó trả lại một tí nữa thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua thêm 500 cổ phiếu và chúng ta đảo tiếp một nhịp nữa thì chúng ta sẽ có lãi. Thì cái cách thức làm là như vậy. Tuy nhiên cái đảo này thì Hùng đã có những cái phân tích ưu điểm và nhược điểm rồi và cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được những điểm hỗ trợ và chúng ta phải phân tích được định lượng đấy. Ví dụ như Hùng khuyến nghị các anh chị nhặt thêm vùng 10 bởi vì Hùng nhìn thấy ở đây nó có những yếu tố kỹ thuật để có thể đảo được chứ không phải là khi nào chúng ta cũng đảo đâu. Đó thì khi chúng ta muốn đảo hàng thì chúng ta phải phân tích cái cơ hội là cổ phiếu này có hồi được không, nó hồi được thì chúng ta sẽ mua để chúng ta đảo hàng. Cổ phiếu CTD, CTD là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê đã có phân tích nhịp thứ nhất. Anh chị em chúng ta chốt trọn rồi, chốt trọn vẹn ở vùng 70. Sau đó thì Hùng đã có những phân tích khuyến nghị định lượng là sau khi ở vùng 70 xong thì khả năng cổ phiếu sẽ rơi về khoảng vùng 60. Bản thân Hùng Lê có định lượng ở vùng ở trên này khoảng vùng 64, 65 gì đó, nhưng mà để về đến vùng đó thì Hùng đã có những phân tích điều chỉnh là khả năng là cái vùng này sẽ bị gãy và đúng thật là cái tuần đấy nó gãy luôn về vùng 60. Khi về vùng 60 thì Hùng tiếp tục có những phân tích định lượng là chạm về khoảng vùng 65, tức là cái vùng định lượng ở đây thì cổ phiếu nó sẽ chỉnh giảm lại một tí và chỉnh test lại, lại test lại nền 60 lần hai và cái nền này không gãy thì cái cơ hội để đi tiếp về vùng 9x. Về bản thân là trong những cái phân tích ở đây của Hùng Lê đó là kỳ vọng target của cô Tây Công nó là 9x cơ chứ không phải là nhịp 7x. Thì cái cơ hội đi tiếp vùng 9x còn, nhưng ngược lại nếu vùng 60 mà gãy thì thôi chúng ta coi như chúng ta cắt để chúng ta chờ những nhịp đánh mới. Và chúng ta thấy rằng là về đến cái nhịp test thứ hai thì cổ Tây Công đã không gãy vùng 7, vùng 60, cổ Tây tiếp tục đẩy lên và đang công lại vùng 70 đây, 7x ở đây. Và trên cái xu thế hiện tại thì chúng ta thấy rằng là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một nhịp hoàn toàn đánh được cổ Tây Công ở trong vùng mới ở vùng 90. Và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang mua đang có vị thế rồi thì chúng ta sẽ chờ khi mà cổ Tây Công đánh vượt thoát vùng break 70 thì chúng ta sẽ mua điểm mua hết và như vậy thì chúng ta sẽ chờ chốt ở khoảng vùng 85 đến vùng 90 là hoàn toàn khả thi. DRH, DRH thì gọi là zin kịch bản các anh chị nhé. Kịch bản là chúng ta phân tích DRH về đến vùng 7 thì đã về đến vùng 7 và Hùng Lê đã khuyến nghị tất cả những anh chị em mà có hàng thì chốt hết. Chốt hết xong DRH thì chúng ta có canh để chúng ta mua lại được không? Thì lịch sử tạo lập của DRH đã đánh từ vùng 10 lên vùng 60 và như vậy là nhân 6 lần.
Hiện tại DRH ở đánh từ vùng 3 lên đến vùng 7 là mới nhân 2 lần. Như vậy là còn 4 lần ở đâu đó, không biết là theo một cái tọa độ Hùng Lê tính toán như vậy còn 4 lần ở đâu đó thì chúng ta sẽ chờ, và quan điểm Hùng là khi về đến vùng 7 thì chúng ta sẽ chốt. Vùng 7 thì chúng ta sẽ chốt, cùng lắm thì nó sẽ kéo lên được đến vùng 8 thôi, nhưng mà cái cơ bản là chúng ta cứ cứ chốt lại cái đã. Đó, về sau đó thì cổ phiếu này nó sẽ đạp đạp lại nhịp đây. Và chúng ta sẽ dò tìm cái vùng giá mục tiêu ở đâu đó khoảng vùng giá 6 hoặc vùng 5.5, thì khi nào mà Hùng Lê sẽ nhìn thấy được những cái điểm mua hợp lý thì Hùng Lê sẽ tiếp tục có những cái phân tích khuyến nghị cho các anh chị. Còn bây giờ hiện tại là chúng ta mang hàng ra, chúng ta chốt chốt tương bừng và nên chốt hết, quan điểm như vậy. Chúng ta chốt lại cái đã. Ở VCS ở trong kịch bản hiện tại, các anh chị lưu ý đó là VCS không bị gãy nhé, không bị gãy cái nền đây. VCS vẫn chưa bị gãy cái nền 65.5 ở đây và đang đi ngang với một cái siết chặt như thế này, thì thường thường ấy là đây là cái ý đồ của tạo lập. Thì với những cái ý đồ tạo lập này thì chúng ta lại có những cái cơ hội có thể tiếp tục kỳ vọng là chúng ta sẽ đánh một nhịp tiết của VCS. Những cái điểm mua vị thế thì các anh chị có thể canh ở khoảng vùng 65.5 đến vùng 67 chúng ta mua. Sau khi chúng ta mua 30% rồi thì chúng ta cứ nắm giữ cái đó và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Còn về cơ bản đối với xu thế hiện tại của VCS thì Hồng Lê cũng có những cái đánh giá chưa thực sự là tích cực, và cái xu thế chủ đạo vẫn là đi ngang và có những nhịp kéo lên kéo xuống ở đây để hình thành nên xu thế. Hai mã cổ phiếu đáng lưu tâm thời điểm hiện tại đó là Đạt Phương. Bản thân Đạt Phương thì Hùng đã có những cái phân tích, nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần ở đây thì có thể là sẽ từ bản tin số 91 thì Hùng đã có những cái phân tích Đạt Phương. Khi Đạt Phương có một cái nhịp hồi phục đi lên đây thì các anh chị có hỏi Hùng là Hùng ơi có mua không, thì Hùng bảo cứ từ từ. Đạt Phương sẽ trả lại cung cầu ở khoảng vùng 26 cho các anh chị mua, và các anh chị có thể nhìn thấy trên thực tế là vùng 26 các anh chị thoải mái mua. Đó, vùng 26 các anh chị thoải mái mua, phiên này mua, phiên này mua, thậm chí vùng 26.5. Thì khi cổ phiếu trả cầu về đó chúng ta mua xong chúng ta nắm giữ vị thế. Và đối với những cái tài khoản đã có Đạt Phương, các anh chị lưu ý phiên ngày thứ hai nếu Đạt Phương break được vùng 30 chúng ta mua hết. Các anh chị lưu ý hiện tại xu thế của Đạt Phương và chúng ta đang kỳ vọng Đạt Phương ở khoảng vùng 4x là hoàn toàn khả thi. Đó, những anh chị nào đã mua được vùng 26 khi vượt vùng 30 chúng ta mở điểm mua hết và chúng ta mua tưng bừng luôn. Đạt Phương trong nhịp này đánh tốt, quá tốt luôn. LDG thì có rất nhiều những anh chị trong team của Hùng Lê mua được mã cổ phiếu này từ vùng giá 6, bởi vì khi Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở cái biên khoảng vùng 6 đến vùng 7 và biên trung bình vùng 6.5. Thì bản thân là khi chúng ta có những phân tích định lượng như vậy để chúng ta có được những điểm gom vị thế, khi chúng ta đã có những điểm gom vị thế thì đối với những cái tài khoản mà trong team Hùng Lê khuyến nghị rồi, trường hợp phiên ngày thứ hai cổ phiếu break qua vùng 7 chúng ta mở điểm mua hết và điểm mua cuối cùng, và chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong nhịp đánh này LDG sẽ đánh về chạm đâu đó khoảng vùng giá 8.5, mạnh hơn sẽ là vùng 9, bởi vì là cái tạo lập của LDG ấy, các anh chị có thể nhìn lại đây, cái lịch sử tạo lập là LDG đánh rất là sốc. Tức là khi xuống thì cũng xuống rất nhanh, gần như nó hình thành cái chữ V. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đó, khi hồi rất nhanh. Và ở đây thì Hùng cũng kỳ vọng nó sẽ hình thành cái chữ V đây. Chữ V giảm thì nó đã có rồi. Đó, nó đã giảm về vùng 6 chính vì vậy. Và khi mà cổ phiếu này có những cái tín hiệu oằn tạo lên ở đây thì Hùng đã bắt đầu để ý đến cổ phiếu này và khuyến nghị chúng ta đầu tư. Thì ở những cái nhịp mà cái mũi tên cũng khá là dài dài các anh chị, nếu mà lịch sử tạo lập lại thì như vậy, nếu mà chúng ta xem mũi tên này xem nào, cóp sang đây ôn, nếu như đánh ở nhịp này thì từ nhịp này thì cổ phiếu nó kỳ vọng nhiều hơn thế, tức là có thể kỳ vọng đến vùng 10 cơ mới mới chỉnh giảm đó. Vậy thì chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế để chúng ta phân tích, nhưng đích đến ngắn hạn thì hôm nay kỳ vọng ở vùng 8.5 đến vùng 9. Vượt được cái vùng này thì chúng ta mới nói tiếp câu chuyện, còn cái lịch sử thì đôi lúc nó cũng không không thể zin được. Đối với ngành ngân hàng và chứng khoán thì cũng đã gần như đã có phân tích hết tất cả các mã cổ phiếu ở đây rồi.
Đây, còn bốn em này là chưa phân tích các anh chị nhé, chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích từng cái mã cổ phiếu một. Bản thân STB, STB thì chúng ta đã có được mấy cái nhịp phân tích về target rồi. Đó, mấy nhịp phân tích về target, và trong cái nhịp mà đánh target vùng 12 đã đạt rồi các anh chị nhé. Khi đạt vùng 12 rồi thì chúng ta tiếp tục có những cái phân tích ở vùng 13 cộng, ở vùng 13 cộng. Khi cổ phiếu này hiện tại thì đang có những cái phiên kéo xả ở đây, nó cũng khá là kinh, tức là kéo lên rồi là xả bằng sạch thì thôi. Thì trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ cho phép là STB không gãy vùng 12. STB không gãy vùng 12 thì như vậy là chúng ta sẽ có một cái cơ hội ở đây, cho phép ông kéo lên vùng 12.5 và sau đấy ông chỉnh giảm xong thì ông tích lũy lại ở nền 12 và sau đấy thì ông sẽ kéo lên. Nếu như cổ phiếu này giảm trước ở vùng 12.5 như thế này thì cơ hội mà để đánh bật vùng 13, thậm chí là ông đang kỳ vọng ở vùng 14 ở đây là còn đó. Chính vì vậy nên là trong team của ông Lê thì ông Lê cũng đã có khuyến nghị các anh chị là mua STB, và bản thân thì các cái tài khoản mà các anh chị, một số các anh chị bận việc thì có nhờ Hùng lên đánh hộ thì Hùng cũng đã vào một ít vị thế của hàng STB, bởi vì là các anh chị nhờ muộn. Chứ còn những cái vị thế mà Hùng lên phân tích STB thì các anh chị có thể xem lại ở từ những cái vùng phân tích định lượng từ dưới này cơ, từ vùng 10 đến khoảng vùng 10.3, anh chị xem lại đấy. Còn cơ bản ở trên này là muộn rồi, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ ăn những cái nhịp nó ngắn hơn vậy. Chúng ta đến sau đến muộn thì chúng ta phải chấp nhận cái việc đó. Ở SHB thì nằm ngoài kỳ vọng rồi, chỉ kỳ vọng lên đến 10 mà bây giờ kéo lên vùng 13. Bản thân là các anh chị lưu ý là SHB gần như là những cái nhịp này là những cái nhịp kéo rất mạnh, những cái nhịp kéo nước rút này thì ai kéo, đây là tạo lập kéo, chứ còn nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ gần như không có. Và chính vì khi nhà đầu tư nhỏ lẻ không leo được lên tàu nên là lên đến đoạn này thì tạo lập, người ta mua ở tay này người ta bán ở tay kia. Các anh chị có thể nhìn thấy là những phiên giao dịch đến 40 đến 60 triệu cổ phiếu thì thường là người ta bán ở bên phải và người ta mua lại ở bên trái, thì đấy là những cái yếu tố tạo lập để giúp tạo vốn và để kéo theo lòng tham của những nhà đầu tư, và chúng ta đua vào những cái này thì 50-50, may mắn thì chúng ta ăn, mà không may mắn thì sẽ bị tạo lập xả cho, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là nguy hiểm. Ta lưu ý Liên Phong Bank. Bản thân Liên Phong Bank trong một cái nhịp mà ông Lê có phân tích định lượng ở đây khoảng vùng 6.75 đến khoảng vùng 7, và ông Lê có đánh giá sau khi mà vượt cái vùng mà chúng ta kỳ vọng đến, đó là vùng đây, vùng 8.5 8.5 đến vùng 9, thì bản thân là ông Lê đã, một số các anh chị là các anh chị đã chốt ở khoảng vùng 8.5 là các anh chị chốt, thì các anh chị bảo là thôi biết đủ là đủ, học rất thuộc cái câu Hùng Lê nói. Sau đó thì kéo một nhát gần đến 10 và sau đó thì đổ luôn các anh chị, đổ đèo luôn. Những anh chị nào mà đu ở vùng gần 10 này thì bây giờ đã bị lỗ ngược rồi, bị lỗ ngược rồi. Và với những cái xu thế hiện tại thì Liên Phong Bank sẽ quay trở lại về lấp cáp, và lấp đến đâu thì sẽ theo như Hùng, quan điểm Hùng là sẽ lấp lại đến khoảng vùng 7.5. Về đến đây thì các anh chị đó, những anh chị nào mà chốt được vùng 8.5 đến vùng 9 rồi, đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta lại ung dung chúng ta mua lại thôi. Đó, đến cái đoạn này thì chúng ta mua lại. Đấy, cái nhịp này thì ta vẽ sang bên này đi. Đó. Thì đến cái nhịp này đến đây chúng ta lại chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẵn tiền rồi, chúng ta lại mua lại. Mua lại ở đây, và ở đây thì nó lại có một cái nhịp hồi đây. Như vậy là thay vì cái việc chúng ta ôm cổ phiếu, hay là thay vì cái việc mà chúng ta đua theo những cái lệnh này, chúng ta sẽ chờ những cái điểm ở phía bên dưới, nó sẽ rất là hợp lý. Chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái lợi nhuận và tối ưu hóa được các cái điểm mua. Trụ thì có ban sang thì cũng có phân tích rồi, nhóm ngành dầu khí đã phân tích đủ. Cao su phân tích mã cổ phiếu PHR. Vì sao lại phân tích PHR? Bởi vì PHR hiện tại là Hùng đã có một cái nhịp phân tích đánh giá ở đây. Một số các tài khoản trong team của Hùng Lê thì đã chốt ở khoảng vùng 48 đến vùng 49. Sau đó thì Hùng có phân tích những cái nhịp chỉnh giảm, có thể chỉnh giảm lại về vùng 43. Và thực tế thì đã về vùng 44, và một số các tài khoản đã bắt lại ở vùng 44 rồi. Bắt lại vùng 44 thì bây giờ chúng ta sẽ chờ, và Hùng đang kỳ vọng là sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát được cái vùng ở đây là khoảng vùng 49. Đánh vượt thoát vùng 49 thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo của PHR ở vùng 55.
Bản thân về tính tạo lập của PHR cực kỳ tốt các anh chị nhé, và bản thân tạo lập của PHR cực kỳ tốt, đánh từ vùng 20 lên vùng 70 cơ mà. À, vậy thì những cái vùng bé bé này thì nó không có nghĩa lý gì, nghĩa lý đối với những cái yếu tố tạo lập của PHR. Và thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng những cái yếu tố về dòng tiền, những yếu tố về kỹ thuật của PHR thì đã đạt rồi, vấn đề là khi nào thì nó chạy thôi, và tuần tới thì nó chạy theo Hùng như vậy. GVR, đối với GVR thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, và trong những cái nhịp đánh này thì Hùng có đề cập đến ở cái vùng hỗ trợ đây khoảng vùng 11.5, và kỳ vọng đánh không phải GVR hay VGR nhỉ, mấy cái mã này nó hơi gọi là giống nhau. Con này thì đấy, các anh chị có thể nhìn thấy này, những anh chị đua theo những cái phiên gần đây thì chúng ta mua làm cái gì nữa. Có thể là phiên cái mã cổ phiếu này không phân tích ở trong cái thời điểm vừa rồi, hình như là bị lộn mất một chữ cái, VGR không phải GVR. GVR đúng không? Đó thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng là đánh chạm lại khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 thôi, và sau đó thì cổ phiếu là nó lại chỉnh lại thôi. Đó, đây là những cái điểm đánh ngắn mà chúng ta tránh những cái phiên đua lệnh như này rất là nguy hiểm. Các cổ phiếu thép phân tích rồi, hàng không à, hàng không thì HVN như nào? Các thấy các anh chị đang bảo là HVN tăng điểm mạnh lắm, trần mạnh lắm. Không sao cả, không có gì phải vội cả, HVN làm sao tăng được. Quay lại đây, ít nhất là quay lại vùng 23.5. 23.5. Đó, anh chị cứ canh lại vùng 23.5 này, chúng ta mua tội gì chúng ta phải đuôi theo những cái phiên xanh như này. Hàng không chưa ổn các anh chị nhé. Họ nhà Viettel chúng ta phân tích mã cổ phiếu VGI. Bản thân VGI thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp ở đây, nhịp phân tích ở đây, và một số các tài khoản thì đã chốt ở vùng 3x và đang canh mua lại, nhịp 2 mua lại. Mua lại ở nhịp 2 này thì cũng có đánh giá những cái nhịp chỉnh về khoảng đâu đó khoảng vùng 26, và trên thực tế thì chỉnh về đâu đó khoảng vùng 25 chấm mấy đấy, thì chúng ta sẽ không thể định lượng được chính xác một cách tuyệt đối. Hiện tại do thị trường chung nó cũng đang gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy VGI cũng đang đi ngang siết chặt và không giảm giá, như thế này là tốt. Chúng ta thấy rằng là khi thị trường chung giảm, rất nhiều những mã cổ phiếu giảm, và trong khi đấy VGI vẫn tiếp tục giữ được ở khoảng mốc 27.5, thì chúng ta đánh giá như vậy là tích cực, và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng từ vùng 26 này thì cổ phiếu VGI sẽ đánh lại về vùng 3x, và về đến vùng 3x này thì tạo lập, lúc đó thì sẽ phụ thuộc vào yếu tố tạo lập là có kéo qua vùng 30 không. Kéo qua vùng 30 thì chúng ta sẽ có thêm một cái target tiếp theo ở vùng 34, nhưng ngược lại nếu mà ở vùng 30 này mà quay đầu giảm điểm thì chúng ta cũng sẽ canh chốt, các tài khoản chúng ta sẽ canh chốt. Đấy, phụ thuộc vào cái tình hình thực tế thì chúng ta sẽ có những cái thiên biến vạn hóa như vậy. VTK thì hỗ trợ khoảng vùng 25 thôi, không có gì đặc biệt. Đấy, chúng ta đua theo những cái phiên xanh này làm cái gì? Họ dệt may thời điểm hiện tại chưa có gì đột biến. MPC sau khi chia cổ tức 2000 xong. Sau khi chia cổ tức 2000 xong thì phiên hôm nay lại xuống à. Cổ phiếu MPC này thì thanh khoản nó hơi thấp anh chị, hơi thấp, nên là chúng ta nếu như chúng ta mua thì cũng mua ở một góc độ tương đối. Về cơ bản thì Hùng đang có những cái kỳ vọng của MPC ở đây không gãy vùng. Các anh chị lưu ý là vì cổ phiếu này chia cổ tức nhé, nên chúng ta phải hạ dần cái điểm ở đây chúng ta phân tích. Là trước chúng ta phân tích là 22 ví dụ như vậy, thì bây giờ nó sẽ là 20, bởi vì nó chia cổ tức đâu đó 2000 một cổ phiếu. Hơi xấu, không, thực sự cũng không xấu, tức là cái xu thế cơ bản là xu thế đi ngang, bởi vì dòng tiền như thế này thì nó chỉ đi ngang, chưa thể tăng giá được, và khả năng đập về khoảng vùng 21 lại có những cái điểm hỗ trợ ở đây. Cơ bản là cổ phiếu vẫn chưa thể break được cái nền trên ở đây, nền kháng cự ở đây là nền 23, tạo lập chưa đánh.
Nhựa Bình Minh phân tích rồi, chúng ta đảo qua hai cái mã của thủy điện để chúng ta xem như thế nào. NT2 NT2 đối với NT2 thì Hùng đã có phân tích cái điểm hỗ trợ đây, điểm 19 khả năng sẽ đánh chạm lại về vùng 30 à 21 rồi sau đó lại giảm. Nói chung là chưa chưa có những cái yếu tố đột biến tại đây. Dòng tiền tiếp tục đi ngang, chính vì vậy nên là cổ phiếu sẽ tiếp tục có những cái xu hướng tích lũy thôi, chưa thể đi mạnh được. HND. Bản thân HND thì Hùng Lê đang kỳ vọng ở một cái điểm đây, một điểm 16, một điểm 15.5 và một cái điểm 15. Ba điểm này đấy là ba điểm hỗ trợ của cổ phiếu để hoàn thành cái nền tích lũy và sẽ đánh vượt lại về vùng 20. Trên xu thế hiện tại, trong cái xu thế ngắn hạn thì cổ phiếu này chưa tăng mạnh được bởi vì đường MACD đang khá là xấu, tích lũy đi ngang. Trong thời điểm này thì chúng ta chú ý đến các cái mã cổ phiếu của ngành khu công nghiệp, bởi vì là ngành khu công nghiệp thì cũng đang thấy IDV D2D. Hùng đang thấy có những cái tín hiệu thực sự là tích cực. D2D chúng ta thấy rằng khi thị trường chung giảm rất là mạnh, nhưng D2D đã có những điểm đánh kỹ thuật ở đây rất đẹp, 55.5, và quan điểm kỹ thuật hiện tại thì Hùng vẫn kỳ vọng là D2D sẽ đánh chạm vùng 75. Những cái tín hiệu đi ngang siết chặt như thế này, nó chỉ cần một cái yếu tố tạo lập thôi, đánh vượt thoát vùng 65 thì cổ phiếu sẽ tiếp tục đi, sẽ tiếp tục chạy tiếp. Bản thân tip bây giờ đang tích lũy đi ngang và vùng hỗ trợ của tip ở khoảng vùng 17.3, anh chị lưu ý. Kỳ vọng tip sẽ đánh chạm khoảng vùng 24 đến vùng 25. DTD. Bản thân DTD sau những cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi, 10.3. Ở khoảng vùng 10.3 thì chúng ta canh để chúng ta gom lại, và đích đến từ vùng 10.3 sẽ đánh chạm vùng 14. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của tip thì cũng đang khá là đẹp. Có thể phiên 1 trong tuần tới thì khả năng tip sẽ chạm được cái vùng hỗ trợ vùng target mà chúng ta phân tích ở đây, khoảng vùng giá 14. Các anh chị lưu ý. Công nghệ FPT đã phân tích rồi, chúng ta đảo qua mã DGW. Bản thân DGW Hùng đã có những phân tích định lượng chỉnh giảm từ giảm về vùng 25. Vùng 25 này thì DGW tích lũy thành công, chính vì vậy nên là DGW trong nhịp ngắn hạn thì chưa giảm lại về vùng 23. Vùng 23 chúng ta kỳ vọng đây. Và bản thân là khi mà cổ phiếu này kéo về khoảng vùng 27 thì một số các anh chị có bảo rằng là ôi thế bây giờ về làm sao để mua được vùng 25, 25.5, thì đây. Cây nến ngày hôm nay đây, các anh chị có thể xem lại, đồng xem ra giá thấp nhất này, giá thấp nhất còn có giá 25.3 đấy. Thì như vậy là khi mà chúng ta phân tích định lượng ở một cái vùng hỗ trợ nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta đặt mua ở những cái vùng đó, đó đặt mua ở vùng đó. Phiên ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn mua được vùng 25.3, 25.5 đó, ví dụ như vậy. Thì cái điểm đây là những cái điểm hồi kỹ thuật thôi, những cái điểm hồi ngắn. Bản thân thì DGW, cái cách đánh tạo lập của DGW đó là nó thường lên chữ V, tức là đánh rất là dốc và sau đó thì cũng xuống rất là dốc. Các anh chị để ý trong một cái nhịp rơi đây này, đó nó kéo lên một hai phiên và sau đó thì nó lại rơi thậm tệ xuống, sau đó nó mới kéo lại. Những cái điểm kéo kỹ thuật này thì Hùng Lê cũng đánh giá là chúng ta sẽ chưa mua, chưa tham gia, không có gì phải vội cả. Và trong cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt Hùng Lê rất đề cập rất nhiều lớn đến các cái cổ phiếu penny và cái hàng đầu cơ. Và các anh chị có thể thấy rằng là cái hàng đầu cơ thì nó rất là nhiều, nhưng mà Hùng Lê chỉ chọn ra phân tích một số các cái mã cổ phiếu, bởi vì Hùng thấy những cái yếu tố tạo lập của những cái mã cổ phiếu đó tốt thì chúng ta phân tích và chúng ta có thể gọi là kiếm cốc trà đá cà phê thôi, chứ chúng ta không làm giàu được từ những cái mã cổ phiếu này. AMD. Bản thân AMD thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng khi mà có những cái vùng chỉnh giảm đây, khoảng vùng 1.85, và khi đó thì chúng ta kỳ vọng đánh lên khoảng vùng 2.4, và trong phiên ngày
mùng 3 tháng 3 thì tạo lập là đánh break vượt thoát vùng 2.4. Và cái cách đánh của AMD hiện tại là chất thật nhiều giá trần, và gần như chúng ta thấy rằng khối lượng khớp lệnh rất là thấp luôn, gần như không không cho nhỏ lẻ vào, đại loại là như vậy. Và dần dần cái chất trần lên, khả năng thì đến vùng hôm nay vẫn chưa có những cái dấu hiệu xả anh chị. Và chúng ta nhìn lại lịch sử tạo lập thì đây, nó có những cái phiên nó cũng đi thẳng tắp như này và sau đó thì nó mới xả. Hiện tại là chưa có dấu hiệu xả, thì khả năng là tạo lập nó sẽ kéo về một cái tọa độ khoảng vùng 3.5, về đến vùng 3.5 nó xả dần về đến khoảng vùng 2.5, tức là nó xả về đến cái phiên này là cái phiên kéo của nó anh chị nhé, phiên này là những cái phiên kéo của nó. Vậy thì nó sẽ tính một cái tọa độ nó kéo về đến đâu để lúc nó xả dần và nó xả về, ví dụ như nó xả từ vùng 3.5 về vùng 2.5, như vậy là nó xả hết toàn bộ cái lượng cổ phiếu của nó. Trong quá trình xả này thì nó sẽ kéo lên và nó sẽ xả, ví dụ như vậy. Thì đấy là cái cách của tạo lập. Và AMD khi mà chúng ta lên đến những cái điểm này gần như chúng ta không còn những cái cơ hội. Bản thân cổ phiếu 2 thì cũng đã có những phân tích định lượng rồi. Vùng hỗ trợ của nó là 2.35 thì về đây chúng ta mua. Và chúng ta không những cái mã pen này, chúng ta khi mà chúng ta cổ phiếu nó đã chạy lên đến trên này chúng ta không mua. Và trong một cái góc độ ngắn hạn thì 2 cũng đã vượt cái ngưỡng gọi là vượt thoát cái vùng ở đây là vùng kháng cự đây, thì cơ bản trong cái nhịp ngắn hạn của 2 thì khả năng 2 sẽ kéo lại thêm một tí nữa, kéo thêm một tí nữa đâu đó khoảng vùng 3.6, 3.7 gì đấy, và về đến vùng này thì cổ phiếu sẽ phân phối một cái nhịp cơ bản là như vậy. Bởi vì là 2 nó đánh từ vùng, cứ cho là khoảng vùng 2.35, 2.4 về nó khoảng vùng 3.5, như vậy là cũng lãi được. Các anh chị có thể nhìn thấy một cái nhịp ngắn như thế này thôi, nhưng mà cũng từ vùng 2.5 về với vùng 3.5 là 1. Chúng ta lấy 1 mà chia cho 2.5, đó 40%. So với các mã cổ phiếu blue chip thì còn lâu mới được, và trong cái đấy 2 nó chỉ chạy có mấy nhịp thôi, trong một tuần đã đạt được khoảng 40% đấy. Thì đương nhiên là người ta chốt thôi, không có gì phải tranh cãi cả. Bản thân ha thì gặp vùng kháng cự đây bị đứt các anh chị, 3.5 bị đứt, và cái vùng mà chúng ta mua ở đây là khoảng vùng giá 3, như vậy là tăng được 0.5, như vậy được đâu đó khoảng 15%. Chúng ta kỳ vọng vào một cái target khoảng 4, thì trên về mặt lý thuyết ở đây đang là những phiên lấp lại gap, và bản thân cổ phiếu này là đầu cơ, nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái phân tích định lượng cơ bản thôi. Đó là cái vùng khoảng 3.2, 3.23 này nó không bị gãy, thì như vậy nó 1-2 viên nó tích lũy lại thì cái cơ hội đánh lên, khả năng nhịp này thì nó sẽ đánh chạm được 4. HHS có còn cái gì nữa không? HHS thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chốt rồi, bởi vì là cái mức độ kỳ vọng của Hùng Lê thì nó cũng chỉ đến như vậy thôi. Trong một cái nhịp đánh từ vùng giá 4 ở đây, đấy là cái điểm hỗ trợ của Hùng Lê phân tích kỳ vọng, và sau đó thì Hùng có kỳ vọng đánh về vùng 5. 5 đến khoảng vùng 5.2 thì đây này, những cái vùng ở đây thôi. Và trên thực tế thì gần chạm đến vùng 5.5, và như vậy thì cổ phiếu nó sẽ cũng sẽ phân phối giảm lại. Giảm lại thì chúng ta sẽ dò tìm các cái điểm mục tiêu ở sau này, thì Hùng sẽ có những cái phân tích và khuyến nghị cho các anh chị. Đẹp nhất thì rơi lại về khoảng vùng 4.5, từ vùng 5.5 rơi về vùng 4.5. Ở đây này, ở đâu đó khoảng vùng đây, chúng ta đưa hình mũi tên này sang đây. Về khoảng vùng 4.5, và đây nó sẽ có cái sự tích lũy, và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xem xét ở cái điểm này, chúng ta sẽ chờ. VCR có gì nhỉ? VCR không có gì cả, chưa có gì. 10.5 tích lũy đi ngang. MST Hùng Lê đang kỳ vọng đánh về 10 sau một cái nhịp ở đây là nhịp test ở khoảng vùng 5.5 rất là đẹp, và sẽ kỳ vọng đánh một cái nhịp cuối cùng MST từ 5.5 đến vùng 10. Nói như vậy thì các anh chị cũng bảo rằng là vậy thì tại sao chúng ta không dồn hết tiền để chúng ta đầu tư những cái mã này, thì những cái mã này là những cái mã đầu cơ. Các anh chị hiểu đầu cơ là gì?
Cổ phiếu tăng rất nhanh nhưng khi giảm thì giảm rất nhanh. Chính vì vậy nên là chúng ta chỉ mang một cái tính chất là chúng ta đầu tư khoảng 20 đến 30% tổng cái tài sản của chúng ta. Ví dụ chúng ta có 100 triệu thì chúng ta chỉ đầu tư khoảng 20 triệu vào những cái hàng này thôi. Đó, và trong 20 triệu đó thì chúng ta lại chia thành 3 mã cổ phiếu đầu cơ. Như vậy là chúng ta sẽ chia đều cái rủi ro cho 3 mã đầu cơ chứ không phải là một mã. Đấy, vậy thì một mã là chúng ta chỉ mua 7 triệu thôi. Đấy, thì như vậy chúng ta rất là an toàn. MST thì cũng đang kỳ vọng nhịp này nó sẽ đánh về mệnh, đánh về 10. Đánh về 10 thì sau đó thì mới phân phối. DLG là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về em này rất là nhiều. Những cái vùng phân tích định lượng, những cái vùng mà ông Lê khuyến định mua đó là khoảng vùng trung bình là 1.7, phòng thêm điểm 1.6 và có thể là điểm 1.8. Thì trong ngắn hạn thì LDG nó sẽ đánh kỳ vọng sẽ đánh chạm về khoảng vùng 2.2. Đánh chạm về vùng 2.2 ở đây, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích kỹ thuật tiếp theo. Về cơ bản về tạo lập thì cũng đánh giá rằng LDG chúng ta sẽ mua và chúng ta nắm dài được, chúng ta sẽ đánh cho cả năm 2020. Các anh chị cứ tin Hùng Lê đi, mặc dù cái thằng này nó là thằng đầu cơ, tuy nhiên là tốc độ đầu cơ thì chúng ta vẫn tìm thấy được ở những cái yếu tố cơ bản của nó và những yếu tố kỹ thuật của nó để chúng ta có thể đánh một cái trend sóng dài bền vững hơn. LDG là một mã cổ phiếu mà các anh chị hết sức là lưu ý. Ngày hôm nay thì có thêm mã cổ phiếu TNA. Bản thân TNA cũng là một cái mã mà tạo lập người ta đánh cũng khá là kinh khủng, và đến thời điểm hiện tại thì gần như TNA cũng đã bị rơi bung ra khỏi khoảng 50% Fibo rồi. Và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là vùng giá 17 tạo lập đang đánh khá là tốt ở cái vùng này, khá là cạn vốn. Và vùng kháng cự trước mắt của cổ phiếu này đó là khoảng vùng giá 19.3 à 19.5 đi, chúng ta cho đến 19.5 cho nó dễ. 19.5, ở cái vùng khoảng 19.5 thì chúng ta sẽ xem ở cái vùng này cổ phiếu sẽ break như thế nào. Đấy, thì trên cái quan điểm hiện tại của Hùng là chúng ta sẽ không đua giá xanh. Khả năng chạm về đây thì nó lại trả lại một tí nữa, và nó trả lại ở cái vùng giữa giữa này. Cái vùng giữa giữa này thì đó, sau đó thì chúng ta mới canh để chúng ta mua ở nhịp này. Khả năng nhịp này mới là nhịp ổn hơn, bởi vì hiện tại dòng tiền cũng chưa thực sự là mạnh, nó chỉ mới hình thành thôi. Những cái điểm này gọi là những cái điểm hình thành để bắt đầu bẻ gãy một cái quá trình tích lũy đi ngang để bắt đầu một cái xu hướng đi lên, và chúng ta cần chờ những cái tín hiệu kỹ thuật nó ok hơn. Tuần này thì cũng phân tích mã cổ phiếu TTF. Em này cũng là một em đầu cơ, em này cũng là một em đầu cơ nha anh chị. Tuy nhiên trên thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu khá là tích cực. Bản thân TTF cũng có những cái đội đánh đầu cơ rất là kinh khủng luôn, và những cái nhịp ngắn thì ăn cũng khá là được. Nói chung là độ khoảng tầm 10% thì không phải nghĩ đấy, 10% không phải nghĩ, khoảng tầm độ 30-40% thì hơi khó, chứ còn 10% thì không phải nghĩ. Hiện tại là cái vùng ở đây này, cái vùng kháng cự vùng 3 này là khả năng là trong tuần tới thì cổ phiếu TTF sẽ đánh bung lại cái vùng này. Và những cái tài khoản nào mà các anh chị mà yêu thích mã đầu cơ, chúng ta có thể canh ở vùng 2.8 để chúng ta vào. Khả năng sẽ có điểm 2.8 cho các anh chị vào. Chưa tăng được đâu, nó cũng phải vùng vằng thêm một hai nhịp nữa. Vùng 2.8 này. Chúng ta mua ở điểm 2.8 này nó cũng khá là an toàn. Trường hợp mà sai xu thế thì chúng ta cắt, nhưng mà trên cái quan điểm hiện tại của Lê đó là cổ phiếu này bắt đầu vào xe tăng. Dòng tiền đi lên rồi, tín hiệu MA khá đẹp. Và cái dòng dòng đầu cơ cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Các anh chị lưu ý tài khoản mà chúng ta có thể canh ở vùng 2.8 để tham gia mã cổ phiếu đầu cơ này, BCG. Bản thân BCG thì một số trong team của Lê anh chị có hỏi BCG. BCG có vào được không thì Hùng ngày hôm qua có bảo là vào được và dự phòng thêm điểm 6.4. Thì bản thân trong phiên ngày hôm qua thì BCG đã có một cái điểm break nền ở vùng 6.4 khá là đẹp. Chính vì vậy nên là Hùng Lê nhất trí cái phương án là chúng ta sẽ mở mua trong phiên ngày hôm qua và chúng ta dự phòng thêm điểm 6.4.
Dự phòng như thế nào? Có nghĩa là ví dụ như là chúng ta dự kiến là chúng ta mua cái điểm mua vị thế của chúng ta mua được khoảng tầm 100 mã cổ phiếu, thì có thể ngày hôm qua chúng ta sẽ vào thêm chúng ta vào 50 mã 50 cổ phiếu và chúng ta dự phòng thêm cái điểm 6.4. Đây trường hợp của cổ phiếu trả về 6.4 thì chúng ta sẽ mua thêm. Bởi vì là khi mà cổ phiếu có một cái phiên đánh break lên thế này thì Hùng Lê thường thường Hùng Lê sẽ dự phóng thêm những cái điểm mà test lại cung cầu một tí, xong đó thì chúng ta sẽ mở điểm mua. Còn trường hợp mà cổ phiếu test cung cầu khoảng sau 3 phiên không gãy ở cái vùng 6.5 này thì chúng ta sẵn sàng chúng ta sẽ mua thêm tiền. Thì đấy là cái cách thức trong cái quá trình chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ tự vạch ra cho mình những cái điểm mua và những cái phương án, những cái chiến lược, thì không ai giống ai cả, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn của riêng mình. Thêm một mã cổ phiếu nữa mà Hùng Lê kỳ vọng đấy là ITA, nó liên quan đến cái mã ngành của công nghiệp. Hiện tại Hùng đã nhìn thấy ITA test đáy ở khoảng vùng 2.2 hai lần và dòng tiền thì cũng đã bắt đầu có cái sự kích hoạt quay trở lại đối với mã cổ phiếu ITA. Thì bản thân tạo lập của ITA trong lịch sử thì thường là cũng tăng rất là nhanh, tức là cái cách đánh của ITA cũng tăng rất là nhanh. Thì Hùng Lê kỳ vọng ở trong nhịp này ITA sẽ đánh khoảng từ vùng 2.2, mắc trong ngắn hạn thì đâu đó kỳ vọng khoảng vùng 2.7. Đấy, đánh khoảng từ vùng 2.2 lên đến 2.7 là đâu đó được bao nhiêu phần trăm anh chị nhỉ? 0,5 trên 2.2 được khoảng 20%. Như vậy là chúng ta kỳ vọng một cái nhịp đánh khoảng tầm 15 đến 20% ngắn ngắn như vậy thôi, bởi vì thị trường chung hiện tại là cũng đang hết sức là khó khăn, gần như là lỗ chứ còn lãi là cực kỳ ít. Bản thân FRT, đây FRT, FRT thì sau một cái nhịp mà phân tích một cái target của chúng ta ở đây là khoảng vùng giá 3x à 25. 25 thì đạt được đến đâu đó phiên này là đạt được đến 24. 24 thì cổ phiếu lại bị đạp lại và lực cầu lại quay trở lại rồi. Và khi đạp lại thì ông Lê có dự báo là đạp lại khoảng vùng giá 20. Thế thôi, nó cũng chỉ quanh vùng 20 thôi, và từ vùng 20 này thì khả năng cầu sẽ quay trở lại và sẽ đánh lại tiếp một cái nhịp nữa để công về khoảng vùng 25. Bản thân thằng FRT này là cái thằng phân phối lẻ của thằng, nó cũng là cùng họ với thằng FPT các anh chị, nhưng mà nó làm ở bên mảng mảng phân phối giống như kiểu là bán lẻ, dạng bán lẻ giống như ông Thế Giới Di Động. Và ở một cái thời điểm hiện tại thì ông đây đánh giá rằng ở khoảng vùng giá 2x 20 thì mua để đầu tư mã FRT nó là khá là an toàn, không có vấn đề gì lớn. Chúng ta xem mã STK. STK đợt này kém quá nhỉ. STK như vậy là đã bị gãy mất vùng 17.5 ở đây. Chúng ta phân tích vùng 17 đến vùng 17.5. Dòng tiền hiện tại đang 17.5 đó, các anh chị có thể thấy rằng là cái điểm mua vị thế nó rất là quan trọng khi mà chúng ta mua vị thế ở vùng 17 đến 17.5, và chúng ta chờ những cái điểm đánh break hoặc là những cái điểm mua sau thì chúng ta sẽ rất là an toàn đấy. Chứ còn ví dụ như chúng ta đua theo những cái điểm ở trên này mà chúng ta không có những cái vị thế ở dưới thì khi mà cổ phiếu bị xa chu thế thì chúng ta gần như là chúng ta bị kẹp lại luôn. Thì với tín hiệu ngắn hạn của STK thì STK sẽ lại tích lũy lại nền thôi, tích lũy lại nền. Bản thân STK nó có những cái câu chuyện riêng về ngành dệt may đó, về ngành dệt may. Và cái khi mà STK có những cái điểm break lên trên này thì Hùng Lê kỳ vọng là cái nhịp này STK sẽ đánh chạm vùng 21.5 đến vùng 22 cơ, chứ không phải đánh một cái nhịp ngắn từ vùng 17.5 mà lại chỉ đánh được lên đến đây, được được đến đây là bao nhiêu, bao nhiêu đây ạ? Lên được vùng 19.5 thì lại tịt, đang kỳ vọng ở một cái target cao hơn. Thì về cơ bản là với những cái tài khoản mà chúng ta đang có STK thì chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta quan sát ở cái nền 17 đến nền 17.5 thôi, khả năng thì sẽ không giảm sâu hơn, STK thì không giảm sâu hơn ở cái vùng này. Ba con A A ba con A chưa đặt. AMV
AMV thì nó cũng có những câu chuyện sóng sánh, có những câu chuyện sóng sánh về mua bán cổ phiếu. Tuy nhiên là cái câu chuyện sóng sánh đó thì Hùng Lê cũng không có quan tâm nhiều, nói chung là như vậy. Bản thân một số các anh chị có hỏi Hùng Lê là AMV thì tham gia như thế nào và tại sao cái hình vẽ này, thì chắc chắn là cái chủ nhật tuần trước, cái bản tin tuần trước nó chưa có. Bởi vì sao? Bởi vì nó mới phát sinh ở tuần này. Đây các anh chị, AMV đây 3 ngày trước sau khi chạm hỗ trợ 17 bật lên này, trên tín hiệu kỹ thuật này có thể test lại cung ở khoảng vùng 18 đến vùng 18.523 phiên nữa, cầu kéo qua cầu kéo qua gì đấy ạ, cầu kéo qua 19 là ok, khuyến nghị phiên mai canh vùng 18 đến 18.5 vào vị thế, kỳ vọng là ngắn hạn sẽ chạm 23 cộng, tức là 3 ngày trước. Thì khi đó là AMV có một nhịp nó bull lên này thì mọi người bảo ôi chạy mất rồi, nhưng Hùng Lê bảo cứ bình tĩnh từ từ. Vùng 18.5. Đó, vùng 18.5 đến vùng 18 sẽ có cho các anh chị mua. Và đến hôm nay thì đã đóng cửa vùng 18.5, và như vậy thì có thể là ngày 1, ngày 2 cái vùng mà chúng ta định lượng ở đây khoảng vùng 18.3 hoàn toàn là khả thi. Đó, chúng ta không phải vội vàng gì, chúng ta đua theo như này, chúng ta cứ chờ, cổ phiếu còn nhiều lắm. Thì AMV sẽ test lại và có thể nó sẽ có xu thế đi ngang ở quanh vùng 18 đến 18.5 ở tuần tới, trước khi mà hình thành một cái nhịp có thể kỳ vọng đánh chạm vùng 23. KSB thì khá là đẹp, KSB gần như không chỉnh. KSB sau một cái nhịp chỉnh ở đây này, nhịp mà ta phân tích ở đây khoảng vùng 18, không gãy thì Hùng Lê tiếp tục có một cái nhịp phân tích nó cao cao hơn ở đây ở vùng 24, nhưng mà trong ngắn hạn thì sẽ khoảng vùng 22.5. Vùng 24 thì nó hơi xa, nhưng mà ở khoảng vùng 22.5 ở đây là đạt được này. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là vùng 2.5 hoàn toàn đạt được. Và những cái tài khoản nào mà chúng ta đang có KSB thì chúng ta cũng có thể tham gia. Một số các anh chị có hỏi Hùng cái mã cổ phiếu CVT, bảo cầu vào, nhưng mà CVT như thế này thì chúng ta đánh làm sao được các anh chị? Đó, nó đang giảm và chúng ta chưa nhìn thấy một cái tín hiệu kỹ thuật nào để chúng ta có thể kỳ vọng. Nếu mà chúng ta bắt đáy ở đây thì năm ăn năm năm thua. Tức là Hùng ít khi khuyến nghị các anh chị chúng ta bắt đáy, mà chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu nó rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng. Ok, như vậy là chúng ta đã điểm lại qua một số các cái mã cổ phiếu. Thì về cơ bản là tuần tới là một cái tuần mà Hùng Lê đánh giá rằng thị trường của chúng ta cũng đang chịu những cái áp lực rất là khó khăn. Và đối với những anh chị mà trader phái sinh thì các anh chị có thể về đồng hành cùng với team của Hùng Lê, thì team của Hùng Lê có rung lệnh và có phân tích thêm những cái định lượng ở trên nhóm trên trên nhóm VPB trên Zoom VPS N01. Và hiện tại thì chúng ta có hai team, team T0 thì hiện tại là Hùng Lê đang mở để các anh chị có thể tham gia, bởi vì team này thì Hùng cũng sẽ có hỗ trợ, nhưng mà nó sẽ không được thường nhật, nhưng không được thường xuyên. Đấy, còn trên team VPS N01 là những cái tài khoản mà thuộc team của Hùng Lê quản lý, thì Hùng Lê sẽ có liên tục có những có những cái phân tích, liên tục có những cái phân tích định lượng để cho các anh chị của chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất. Và hôm nay cũng kính mời các anh chị của chúng ta, nếu chúng ta có những cái quan điểm thì cùng quan điểm và cùng ý tưởng thì về đồng hành cùng với team của Hùng Lê. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3, cũng là phiên kết tuần, thì chúng ta sẽ có 2 ngày nữa là đến ngày mùng 8 tháng 3. Thì cũng nhân dịp đây, Hùng Lê xin gửi đến tất cả những chị em đang là những nhà đầu tư, đang là những chiến binh trên từng con sóng, đang ngày đêm gọi là chiến đấu cùng với Hùng Lê, cũng như cộng đồng nhà đầu tư, các chị em là cộng đồng nhà đầu tư, xin lỗi các anh, các chị em là cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của Tổ quốc, có luôn luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn luôn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và luôn luôn ủng hộ Hùng Lê. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em, và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái bản tin tiếp theo.